MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 111. Oanh, oanh, oanh. Phía trước, hết thảy có 10 đạo khí tức, như lang yên đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Kinh người nhất là trong đó 4 đạo khí tức, mỗi một đạo đều không kém gì cái kia hắc bào lão giả, đây không phải phổ thông thánh giả, đều là minh thánh đại thành tồn tại. Thậm chí trong đó có một người, khí tức kinh thiên động địa, so minh thánh đại thành tồn tại, còn mạnh hơn một mảng lớn. Minh thánh đỉnh phong. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch lên. Đối phương lần này, xuất động minh thánh đỉnh phong tồn tại, hơn nữa, còn có 4 cái minh thánh đại thành, 10 cái minh thánh tiểu thành. Bậc này đội hình, quá đáng sợ, nếu là bị vây quanh, bọn họ chỉ có một con đường chết. Không có bất luận cái gì cơ hội. Các ngươi đều vào ta Sơn Hà Đồ. Lục Minh giống to, gọi ra Sơn Hà Đồ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, khẳng định xông không đi ra, nếu là Lục Minh một người, còn có khả năng. Những người khác không có phản kháng, Lục Minh chiến lược, vượt ra khỏi bọn họ, nếu là Lục Minh đều xông không đi ra, bọn họ khẳng định cũng xông không đi. Tức khắc, tất cả mọi người đều bị Lục Minh thu vào Sơn Hà Đồ. Sau đó, Lục Minh thi triển phong lôi bộ, thay đổi phương hướng, như một đạo thiểm điện đồng dạng, liền xông ra ngoài. Tiểu tử này, có động thiên bảo vật, không nên để cho hắn chạy trốn. Một đạo gầm thét vang lên. Hơn 20 cái thánh cảnh cường giả, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Trong đó, kia minh thánh cường giả tối đỉnh, tốc độ nhanh nhất, một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo. Đằng sau, bao quát hắc bào lão giả ở bên trong tứ đại minh thánh đại thành tồn tại, cũng gấp nhanh theo vào. Phong lôi bộ, cho dù là kỳ diệu, tốc độ lại nhanh, nhưng Lục Minh tu vi, dù sao chỉ là bán thánh đệ nhất giai đoạn, cùng minh thánh đại thành, thậm chí minh thánh đỉnh phong, cách biệt quá xa, nên phương diện tốc độ, vẫn như cũ muốn lạc hậu. Vù, kia minh thánh cường giả tối đỉnh, tốc độ kinh người vô cùng, đang nhanh chóng tới gần Lục Minh. Một đạo đáng sợ đao quang, từ khi người này trong tay chạm ra, hướng về Lục Minh chém đi. Lục Minh sắc mặt biến đổi. Minh thánh đỉnh phong tồn tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này, Phao Phao mở ra thời không thông đạo, Lục Minh vọt vào thời không thông đạo, xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Thời không lĩnh vực, đáng chết. Kia minh thánh cường giả tối đỉnh, bạo hống một tiếng, trên người hắn khí tức oanh minh lên, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về Lục Minh phóng đi, chớp mắt mấy ngàn dặm. Nhanh như vậy, Lục Minh sắc mặt đại biến, phi hành tốc độ cao, nhưng không bao lâu lại bị đối phương nhích tới gần cự ly. Lục Minh chỉ có thể nhường Phao Phao lần nữa mở ra thời không thông đạo. Cứ như vậy, liên tục mấy lần sau đó, mặt khác thánh giả, cũng đã vung không còn hình bóng, nhưng kia minh thánh đỉnh phong tồn tại, vẫn như cũ gắt gao theo ở phía sau. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Lục Minh não hải liên tục chuyển ý niệm. Phao Phao mở ra thời không thông đạo, là phi thường tiêu hao năng lượng, không có khả năng một mực có thể liên tục mở ra. Nhiều nhất mở ra hơn 10 lần, liền sẽ năng lượng hao hết. Thời không thông đạo, chỉ có thể thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, nhưng dùng để chạy đi, là không hiện thực. Tiếp tục như vậy, không đợi Lục Minh xông ra bách tộc chiến trường, liền bị đối phương đuổi kịp. Đi luân hồi đế mộ. Lục Minh ánh mắt khẽ động, chỉ có thể đi luân hồi đế mộ liều một thanh. Thực sự không làm được, Lục Minh chỉ có thể dùng ra luân hồi kích. Nhưng luân hồi kích, chỉ có 2 đạo năng lượng, toàn lực bộc phát. Có thể chạm đế cấp phía dưới cường giả, thực sự quá chân quý, dùng ở một cái minh thánh đỉnh phong người trên thân, quả thực là lãng phí, phung phí của trời. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lục Minh là tuyệt đối không bỏ được sử dụng. Lục Minh lập tức thay đổi phương hướng, hướng về luân hồi đế mộ bay đi. Cũng may, nơi này cự ly luân hồi đế mộ không phải quá xa, mỗi khi Lục Minh sắp bị đối phương đuổi theo thời điểm, Lục Minh mới để cho Phao Phao xuất thủ, mở ra thời không thông đạo, kéo ra cự ly. Sau đó dựa vào chính mình được, cho Phao Phao khôi phục thời gian. Đợi đến đối phương tới gần thời điểm, lại mở ra thời không thông đạo, kéo ra cự ly. Cứ như vậy, một truy một đuổi, vô ngần sơn hà, ở hai người dưới chân lướt qua. Không biết đi qua bao lâu, ngay ở Phao Phao năng lượng sắp hao hết thời điểm, phía trước một tòa bị trẻ thành hai nửa đại sơn, xuất hiện ở trước mắt. Luân hồi đế mộ, đến. Lục Minh con mắt sáng lên, trực tiếp xông đi vào, vọt vào một đầu kia thông đạo. Một cỗ cường đại áp lực, đặt ở Lục Minh trên người, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Không có quá nhiều lâu, kia minh thánh đỉnh phong tồn tại,
cũng chạy tới, hắn cũng vọt vào thông đạo. Đụng! Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đáng sợ áp lực, ép ở trên người hắn, lấy hắn minh thánh đỉnh phong tu vi, cũng trực tiếp rơi xuống dưới đất mặt, kém chút ngã một cái chó ăn cức. Oanh! Minh thánh cường giả tối đỉnh, thánh lực sôi trào, muốn phá vỡ loại kia áp lực, đuổi theo Lục Minh, nhưng một điểm tác dụng đều không có, tựa hồ tu vi càng mạnh, đối mặt áp lực, cũng sẽ càng mạnh, cuối cùng, hắn mặt chướng đỏ bừng, cũng chỉ có thể dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh đuổi theo. Hai người cứ như vậy ở trong thông đạo tiến lên, rất nhanh, một ngày liền đi qua. Một ngày đi qua, thông đạo vẫn như cũ mênh mông không hẹn. Lục Minh trong lòng khẽ động, bọn họ đi ra thời điểm, một ngày liền đi xong cái thông đạo này, nhưng bây giờ một ngày đi qua, phía trước vẫn như cũ mênh mông. Chẳng lẽ, đi vào lúc, nửa tháng, mà ra đến lúc, chỉ cần một ngày. Rất nhanh, Lục Minh phỏng đoán, được chứng minh. Thời gian từng ngày đi qua, vẫn như cũ không có đi xong thông đạo. Kia Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại, là một cái dáng người gầy gò nam tử trung niên, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất quá hắn là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão quái vật, kiên nhẫn tự nhiên vô cùng tốt. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, thông đạo rốt cục đi đến cuối con đường. Lục Minh vượt qua thông đạo, tiến vào mảnh kia phần mộ khu vực, tức khắc, phần mộ phát sáng, xuất hiện nguyên một đám hư ảnh, hướng về Lục Minh công sát mà đến. Oanh, oanh! Lục Minh liên tục mấy quyền, đem mấy cái hư ảnh đánh tan, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Không lâu, Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại, cũng xông qua thông đạo, bước vào phần mộ khu vực. Nhưng, ngay ở Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại bước vào phần mộ khu vực thời điểm, vài tòa phần mộ, tản mát ra sáng chói quang huy, pháp tắc chi lực mãnh liệt to lớn, mấy cái kia hư ảnh, cơ hồ hóa thành thực chất. Thánh cảnh, chết! Một đầu hỏa ngưu hư ảnh, gào to một tiếng, rộng chân xuống, liệt diễm hừng hực. Kia Minh Thánh cường giả tối đỉnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một đao chạm ra, nhưng đao quang vỡ nát, kia hỏa ngưu một cước đạp ở hắn ngực, Minh Thánh cường giả tối đỉnh kêu thảm một tiếng, thân thể xa xa bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn ngực đều vỡ nát, nếu không phải tu vi cao thâm, sinh mệnh lực cường hãn, lần này đã chết. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương xông tới lúc, những cái kia phần mộ phía trên pháp tắc, làm sao tập thể bạo động, bộc phát ra đáng sợ công kích. Nhất cử đả thương nặng Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại. Chẳng lẽ, nơi này thánh cảnh không thể bước vào, một khi có thánh cảnh bước vào, liền sẽ dẫn phát phần mộ phía trên pháp tắc bạo động. Lục Minh miên man bất định. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lúc đầu muốn tiến vào kia luân hồi chi địa, tránh né đối phương truy kích, nhưng bây giờ nhìn đến, không cần. Ha ha, lão gia hỏa, có bản sự theo đuổi a. Lục Minh không khỏi cười ha hả. Tiểu tạp toái, ngươi cho ta trở lấy, trừ phi ngươi cả một đời trốn ở bên trong. Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại phẫn nộ nhìn xem Lục Minh, phi thường kiên kỵ nhìn một chút những cái kia phần mộ, sau đó quay người hướng về thông đạo rời đi. Gia hỏa này, nhất định sẽ ở cửa thông đạo chắn ta, còn có mặt khác thánh cảnh cường giả. Lục Minh nhìn đối phương rời đi, trong lòng suy nghĩ. Bây giờ, chỉ có thể ở trong này trước ngốc khoảng một đoạn thời gian. Lục Minh hướng về đám phần mộ chỗ sâu mà đi, rất nhanh đi tới đầu này giao lộ. Giao lộ hai bên, hai tòa đại mộ phía trên, phân biệt xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, cùng phượng hoàng hư ảnh. Hai đầu này hư ảnh đều mạnh phi thường, bất quá lấy Lục Minh hiện tại chiến lực, tăng thêm thứ thân cùng phao phao trợ giúp, hay là bị hắn vọt tới, đi tới Hoàng Tuyền Hà bờ sông. Đến nơi đây, Lục Minh gọi ra sơn hà đồ phát sáng, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người, còn có những cái kia bị Lục Minh cứu người, toàn bộ xuất hiện ở Hoàng Tuyền Hà bờ sông. Nơi này là luân hồi đế mộ. Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người vừa ra tới, liền nhận ra nơi này. Mà những cái kia không có tiến đến hơn người, thì một mặt nghi hoặc, nhìn bốn phía, nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, sắc mặt biến thật không tốt nhìn. Không sai, nơi này là luân hồi đế mộ. Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, sau đó một đoạn thời gian, nhìn đến chúng ta muốn ở trong này vượt qua, đối phương thực lực quá mạnh, lấy ta tu vi, thoát không nổi đối phương, chỉ có thể trước đến nơi đây tạm lánh. Có thể đến nơi đây, cũng đã không tệ, tiếp xuống, ngươi có kế hoạch gì? Hoàng Linh nói xong, lại nhìn về phía Lục Minh không những chiến lược kinh người, cũng túc trí đa mưu, tâm tư kín đáo, cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Tu luyện, tăng lên, chờ chúng ta thực lực đầy đủ cường đại, lại lao ra. Lục Minh nói, lần này, Lục Minh cứu được gần 500 người. Những người này, đại bộ phận đều là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, còn tăng thêm bọn họ những cái này thiên linh thể người. Chỉ cần bọn họ thực lực,
lại tiến một bước, đến lúc đó, liền có thể liên thủ lao ra. Chúng ta có thể yên tâm ở đây tu luyện, bản thổ những cái kia thánh giả, vào không được. Lục Minh đem cái kia phần mộ dị biến sự tình, nói một cái, đám người yên lòng. Lục Minh, mặc kệ thế nào, lần này đa tạ ngươi, bằng không thì, chúng ta tuyệt đối cứu không ra người. Hoàng Linh chân thành nói. Không sai, lần này, may mắn mà có Lục Minh, mặc kệ sau đó có thể hay không thuận lợi thoát thân, cái này ân tình, ta Diệp Đông Phương, nhớ kỹ. Diệp Đông Phương nói. Lục Minh, lúc trước chúng ta đối các ngươi xuất thủ, là chúng ta không đối, hy vọng ngươi không muốn trách móc. Hạ Đỉnh bốn người, cũng dậm chân hướng về phía trước, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Không sao, ta lúc đầu đáp ứng giúp Hoàng Linh cứu Phượng Hoàng cung người, cứu các ngươi cũng là thuận tiện mà thôi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tiếp xuống, đám người tam tam lưỡng lưỡng, ở mảnh này địa vực tách ra, tìm kiếm địa phương tu luyện. Lục Minh một lần nữa về tới trên Đại Hà Kiều, nhưng không thấy Mạnh Bà thân ảnh, Lục Minh đánh giá một chút cái kia vòng vòng xoáy, cuối cùng không có nhảy xuống. Ngay ở cầu trên đầu, ngồi xếp bằng, thôn phệ nguyên thạch điều tức. Làm Lục Minh tu vi khôi phục sau đó, Lục Minh liền tiến nhập đến Sơn Hà Đồ, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Trước đó Lục Minh đem Hoàng Linh bọn họ thu vào Sơn Hà Đồ, thư thân cũng đã mang theo Sơn Hà Đồ nấp kỹ, nên, Hoàng Linh bọn họ, cũng không có nhìn thấy Lục Minh ngộ đạo cổ thụ. Dù sao ngộ đạo cổ thụ, quá chân quý, bị người nhìn thấy, sẽ có không tất yếu phiền phức. Ngược lại là Sơn Hà Đồ. Mặc dù chân quý, nhưng mọi người ở đây, đều là đế cấp thế lực thiên kiêu, tự nhiên là gặp qua cùng loại động thiên bảo vật, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lặng lặng ngộ đạo, tham ngộ hỗn độn lĩnh vực, hy vọng sớm ngày có thể đem hỗn độn lĩnh vực, tu luyện thành hỗn độn pháp tắc. Chỉ cần hỗn độn lĩnh vực tu luyện thành hỗn độn pháp tắc, tiến vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, Lục Minh thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó đối mặt Minh Thánh Đại Thành tồn tại. Hắn có thể không sợ, liền xem như Minh Thánh cường giả tối đỉnh, cũng có tự tin chống lại mấy chiêu. Đó là, thoát thân nắm chắc, liền tăng nhiều. Đồng thời, Minh luyện thứ thân, cũng lại tu luyện. Minh luyện thứ thân, đã sớm đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đăng, tiếp xuống, đồng dạng cũng là lấy Minh Văn câu thông pháp tắc, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Mà Phao Phao, cũng ở trong tu luyện. Những người khác cũng là như thế, ở mảnh này địa vực. Không người quấy rầy, đám người toàn tâm toàn ý, tăng lên thực lực. Bên ngoài, có các tộc thánh cảnh cường giả vây chặt, đám người áp lực đều rất lớn, áp lực lớn, tu luyện, tăng lên cũng càng nhanh, đem áp lực chuyển hóa làm thực lực. Ngày qua ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Minh luyện thứ thân, cũng đã tu luyện tới cực hạn, giống như tùy thời khả năng câu thông pháp tắc, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Nhưng lúc này, Lục Minh nhất định phải cân nhắc, Minh luyện thứ thân tu luyện loại nào pháp tắc tốt. Ở thánh cảnh giai đoạn, đồng dạng chỉ có thể trường khống một loại pháp tắc, ở đột phá thánh cảnh thời điểm, liền là lấy pháp tắc làm căn cơ, ngưng luyện ra thánh tâm. Minh luyện chi đạo, có thể lấy minh văn, mượn dùng giữa thiên địa các loại năng lượng, đương nhiên cũng có thể dùng cái này, lĩnh ngộ những cái kia pháp tắc. Nhưng những cái kia pháp tắc, đại bộ phận đều là phổ thông pháp tắc, như kim mộc thủy hỏa chờ. Nhưng Minh luyện chi đạo có ba loại cực kỳ cường đại pháp tắc. Kia chính là, trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Này ba loại pháp tắc, cực kỳ cường đại, nắm giữ mỗi một loại, đều đáng sợ vô cùng, mỗi một loại, đều phi thường khó lĩnh ngộ, chính là tu luyện minh luyện chi đạo lòng người, chí cao vô thượng pháp tắc. Coi như không sánh bằng hỗn độn pháp tắc, cũng là tới gần hỗn độn pháp tắc cường hãn pháp tắc. Lục Minh giã tâm, liền là lĩnh ngộ trong đó một loại pháp tắc. Đến cùng nên lĩnh ngộ loại nào đây? Trận đạo pháp tắc a. Cuối cùng, Lục Minh hạ quyết tâm. Trận đạo pháp tắc có thể diễn hóa vô tận công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận. Truyền thuyết, có người lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc sau, lấy trận đạo pháp tắc thôi diễn ra phá diệt trận đạo, hủy diệt trận đạo, đều có đáng sợ năng lực, có thể hủy thiên diệt địa. Trận đạo pháp tắc, mặc dù cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, nhưng Lục Minh có Thái cực trận bàn. Thái cực trận bàn phía trên, tựa hồ liền là hàm chứa trận đạo pháp tắc. Đã chọn phương hướng, Minh luyện thứ thân, lần thứ hai tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng. Bọn họ tiến vào luân hồi đế mộ, cũng đã đi qua 4 tháng rồi. Lúc này, Minh luyện thứ thân, tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Sơn Hà Đồ, Minh luyện thứ thân đỉnh đầu, 10 chén nhỏ kim sắc tinh thần chi đăng, toàn bộ phù hiện, cuối cùng hình thành một đạo kim sắc hỏa trụ. Xông thẳng vân tiêu, tựa hồ muốn cùng từ nơi sâu xa pháp tắc câu thông. Thái cực trận bàn,
trôi nổi ở không trung, phát ra kỳ dị quang huy, chiếu xuống Lục Minh trên người. Ong! Đúng lúc này, bên trên bầu trời, từ nơi sâu xa, có một cỗ kỳ dị lực lượng, hạ xuống ở thứ thân trên người, giờ khắc này, thân thể, hiện ra lít nhá lít nhít phù văn. Những cái này phù văn, cùng minh văn tương tự, nhưng lại cao hơn cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Đây chính là trận đạo pháp tắc thể hiện, Lục Minh đám người lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Vù! Lục Minh đột nhiên đứng dậy, một trường bổ ra, bàn tay hắn, xuất hiện lít nhá lít nhít phù văn, hình thành một thanh sáng chói chiến kiếm, hướng về phía trước chạm ra, một đạo kiếm khí, đem một tòa sườn núi nhỏ trẻ thành hai nửa. Tiếp lấy bước chân đạp mạnh, phù văn xuất hiện, ngưng tụ ra một đầu chân long, bay múa mà ra. Kỳ diệu, đây chính là trận đạo pháp tắc sao? Lục Minh trong mắt, lóe qua sợ hãi thán phục. Pháp tắc, vô hình vô chất, không cách nào chạm đến, nhưng lại chân thực tồn tại. Tu hành giả, lĩnh ngộ pháp tắc sau, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa pháp tắc chi lực, uy lực kinh người. Minh luyện thứ thân, vượt lên trước một bước, đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, bước kế tiếp, chính là đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể, đó là, liền có thể bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Minh luyện thứ thân đột phá, không thể nghi ngờ nhường Lục Minh thực lực tiến nhanh, nhưng này còn chưa đủ, Lục Minh chủ thân, còn chưa đột phá. Tiếp xuống, Minh luyện thứ thân tiếp tục tu luyện, quen thuộc trận đạo pháp tắc sử dụng. Thời gian trôi mau, thời gian từng ngày đi qua. Rất nhiều người đều ở đây một đoạn thời gian, nhao nhao lấy được đột phá. Rất nhiều thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, trước kia là bán thánh đệ nhất giai đoạn, nhao nhao đột phá một cái tầng thứ, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, vốn là bán thánh đệ nhị giai đoạn, rất nhiều đều bước vào bán thánh đệ tam giai đoạn. Trọng yếu nhất là, hạ đỉnh đám thiên linh thể thiên kiêu, nguyên bản ở vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, bọn họ cũng đột phá, đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cảnh giới. Cứ như vậy, bọn họ chiến lực tăng nhiều, mảy may không kém gì Hoàng Linh, Diệp Đông Phương mấy người. Mà Diệp Đông Phương mấy người, nguyên bản là ở vào bán thánh đệ tam giai đoạn, khoảng thời gian này, đã đến bán thánh cực hạn, nếu không phải nơi này là bách tộc chiến trường, nếu là ở bên ngoài, bọn họ đều có thể trùng kích thánh cảnh. Tổng tôi nói, bọn họ thực lực, tăng lên một mảng lớn. Bọn họ đang chờ Lục Minh xuất quan, chỉ cần Lục Minh vừa xuất quan, bọn họ liền có thể hợp lực lao ra. Ngay ở thứ thân đột phá hơn một tháng sau, Phao Phao cũng đột phá, thời không lĩnh vực, chuyển hóa làm thời không pháp tắc. Trước đó, Lục Minh hướng Hoàng Linh đám người nghe qua, cũng biết đến như thế nào giữa thiên địa mạnh nhất 10 loại pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc, danh xưng ngàn vạn pháp tắc hoàng giả, tự nhiên là 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Mà luân hồi pháp tắc, cũng là thế gian 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Thời không pháp tắc, trường khống thời gian cùng không gian, cũng là 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Nên, thời không pháp tắc, tu luyện, cũng cực kỳ khó khăn, cho dù là Phao Phao, thiên sinh trưởng khống thời không, còn có Thái Thản Thiên Ngưu cho thời không tinh thạch, cũng dùng dài như vậy thời gian, mới tu luyện thành công, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Đến một bước này, Phao Phao sức chiến đấu, có chất biến hóa, đi đến kinh khủng cấp độ. Ngộ đạo cổ thụ phía dưới, Lục Minh vẫn như cũ lại tu luyện. Hỗn độn lĩnh vực, đến hỗn độn pháp tắc, một bước này, rất khó vượt qua. Lúc trước, luân hồi đại đế cho Lục Minh một sợi chân chính hỗn độn chi khí, Lục Minh luyện hóa sau đó, không những nhường linh thể cường độ đại đại tăng cường, còn nhường Lục Minh chân chính thể ngộ một cái hỗn độn, đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ, sẽ có cực lớn trợ giúp. Nhưng cho dù dạng này, đi qua dài như vậy thời gian, Lục Minh vẫn như cũ còn không có đột phá. Ở Phao Phao sau khi đột phá một tháng, bọn họ tiến vào luân hồi đế mộ nửa năm sau. Ong! Vần quanh ở thân thể chung quanh hỗn độn lĩnh vực, rốt cục có biến hóa. Nồng đậm hỗn độn lĩnh vực, lập tức biến mất, tiêu thất vô ảnh vô tung, giờ khắc này, Lục Minh có minh ngộ. Hắn mở ra hai mắt, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tâm niệm khẽ động, trong thiên địa, tràn ngập ra một loại vô hình ba động, sau đó, một sợi hỗn độn khí lưu, ở Lục Minh giữa ngón tay vần quanh. Hỗn độn pháp tắc, Lục Minh trong mắt, lóe qua kỳ dị ánh sáng, như hỗn độn chi khí đang lưu chuyển. Đi qua nửa năm khổ tu, Lục Minh rốt cục nắm giữ hỗn độn pháp tắc, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, thực lực tăng vọt. Lục Minh bản thân đều không biết rõ, hỗn độn pháp tắc, mạnh bao nhiêu uy lực. Nên đi ra. Lục Minh đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở Sơn Hà Đồ bên ngoài. Sau đó bước qua Nại Hà Kiều, lại phát hiện, rất nhiều người làm thành một vòng tròn, tựa hồ ở chú ý cái gì. Lục Minh đi tới Diệp Đông Phương bên người.
Lục huynh, ngươi đột phá. Cảm nhận được Lục Minh trên người khí tức, Diệp Đông Phương con mắt sáng lên. Lục Minh lúc đầu chiến lược liền cực kỳ kinh người, nếu như đột phá, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn, bọn họ lao ra nắm chắc sẽ càng lớn. Ân, may mắn đột phá. Lục Minh gật gật đầu. Thu. Một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên. Hoàng Linh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nguyên lai, đám người vây quan chi, có một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực, một đầu phượng hoàng ở trong hỏa diễm bay múa, lại nhìn không thấy Hoàng Linh thân ảnh. Nhìn đến, Hoàng Linh muốn niết bàn, một khi nàng niết bàn thành công, ta chỉ sợ lại cũng không phải nàng đối thủ. Diệp Đông Phương thở dài. Phượng hoàng niết bàn. Lục Minh nói nhỏ. Không sai, Hoàng Linh trước kia thức tỉnh huyết mạch, chính là thập cường chiến thú một trong bất tử thiên hoàng, không thể coi thường. Đằng sau tu luyện thành linh thể sau đó, ngay từ đầu, chỉ là hạ đẳng địa linh thể, nhưng bất tử thiên hoàng thể, có một cái đặc chất, không phải đoạn niết bàn trọng sinh, mỗi một lần niết bàn, nàng linh thể, liền sẽ lên cao một cái cấp bậc, kinh người vô cùng, lần này niết bàn thành công sau, nàng linh thể, sợ rằng sẽ đi đến trung đẳng địa linh thể giai đoạn. Diệp Đông Phương giải thích, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Này cùng ta cửu long huyết mạch, cỡ nào tương tự? Lục Minh trong lòng khẽ động. Cửu long huyết mạch vừa mới bắt đầu ngưng luyện ra linh thể thời điểm, cũng là hạ đẳng địa linh thể, cần thôn phệ luyện hóa chân long linh tính tinh hoa, liền có thể đủ không ngừng tấn thăng. Mà bất tử thiên hoàng thể, lại có thể thông qua niết bàn trọng sinh, thực hiện tiến hóa. Có lẽ, thức tỉnh thập cường chiến thú huyết mạch người, đều sẽ không đơn giản a. Còn có, giữa thiên địa, vô tận tuế nguyệt thứ nhất, có thể kể vai thập cường chiến thú, hoặc là siêu việt thập cường chiến thú, cũng không phải không có. Một khi thức tỉnh cấp độ kia huyết mạch, cũng là kinh khủng vô cùng. Nhìn đến, có thể giống long thần chiến thể đồng dạng, có thể không ngừng tiến hóa linh thể, cũng không phải không có. Dù sao, linh thể không phải huyết mạch. Huyết mạch, chính là tiên thiên, một khi thức tỉnh, có thể tăng lên, nhưng đều có thể thông qua niết bàn đan, đến tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Mà linh thể, chính là từ huyết mạch tu luyện mà đến, cũng không phải là tiên thiên, chỉ sợ hạn chế không lớn như vậy. Có thể tiến hóa, cũng là bình thường. Đoàn kia hỏa diễm, càng ngày càng liệt, Phượng Hoàng Trường Minh, không ngừng bay múa, bất quá, một ngày sau đó, cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ thiêu đốt đến cực hạn, nhanh chóng thu liễm, lộ ra Hoàng Linh thân ảnh. Lúc này, Hoàng Linh tu vi, mặc dù vẫn là bán thánh đệ tam giai đoạn, nhưng cho người ta uy áp, lại so trước đó, mạnh một mảng lớn. Liền xem như Lục Minh, đều cảm giác được một tia áp lực, Hoàng Linh linh thể, cũng đã tiến hóa thành công. Đạt đến trung đẳng thiên linh thể. Hô. Hỏa diễm thu vào, Hoàng Linh đứng dậy. Hoàng Linh, chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Diệp Đông Phương, Hạ Đình đám người nhao nhao hướng Hoàng Linh biểu thị chúc mừng. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lại sẽ không nhụt chí. Linh thể đẳng cấp cao, đại biểu thiên phú càng mạnh một chút, đồng cấp chiến lực càng mạnh một chút, nhưng tương lai thành tựu chưa hẳn liền càng mạnh. Bọn họ cũng là thiên linh thể tồn tại, có trùng kích đế cấp tiềm lực, tương lai tu luyện thành võ đế cảnh giới, sau đó người nào thành tựu cao hơn, liền khó nói. Linh thể đẳng cấp, mặc dù đại biểu thiên phú, nhưng lịch sử, cũng có người bằng chống nổi chờ thiên linh thể, đi đến đỉnh phong. Hoàng Linh liên tục gật đầu, hướng đám người biểu thị cảm tạ, sau đó nàng ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh. Hoàng Linh, ta cũng vừa vặn đột phá, vừa vặn, hôm nay, chúng ta liền lao ra. Lục Minh nói, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Tốt, hôm nay lao ra. Những người khác nhao nhao gật đầu, trên mặt, nhao nhao lóe qua một sợi sát cơ. Bọn họ đều là thiên kiêu nhân vật, tâm cao khí ngạo, lần này, lại bị bản thổ các tộc, bước ở trong này ẩn núp nửa năm lâu, này khiến bọn họ nhẫn nhịn một luồng khí nóng, đã sớm nghĩ bạo phát. Đi. Lúc này, Lục Minh dẫn trước, hướng về ra ngoài đường, sải bước mà đi. Gần 500 người, đi theo Lục Minh, khí thế kinh người vô cùng. Ra ngoài lúc, một đường thông suốt, rất nhanh, liền đi tới đầu này thông đạo. Quả nhiên, ra ngoài lúc, vượt qua thông đạo cần thiết thời gian, chỉ cần ngắn ngủi một ngày. Làm bọn họ vượt qua thông đạo thời điểm, quả nhiên bên ngoài vang lên giống to một tiếng, bọn họ đi ra. Oanh, oanh, oanh. Tức khắc, thông đạo bên ngoài, tứ phía bát phương, bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Kia toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả khí tức. Có chừng 20 đạo tả hữu. Những người này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, thế mà ở nơi này chờ nửa năm. Hơn 20 đạo thân ảnh, đạp không mà đến, bị thánh quang bao phủ, khí tức nặng nề như núi, thánh uy tràn ngập. Giết!
Lục Minh giống to một tiếng, trực tiếp giết đi qua. Giết, giết, giết. Mặt khác thanh niên, nhao nhao vọt tới, từng đạo đáng sợ công phạt ánh sáng, đánh về phía trước. So với nửa năm trước, bọn họ thực lực, tăng lên quá nhiều. Chết. Một cái minh thánh tiểu thành cường giả, để mắt tới Lục Minh, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Chết là ngươi. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, thi triển chấn mục thiên công, đấm ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng. Oanh. Một quyền đánh vào đối phương trên bàn tay, đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu thảm một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp nổ tung đến, đáng sợ kình lực, như bẻ cành khô đồng dạng, tiếp tục hướng về đối phương oanh kích mà đi. Không. Đối phương phát ra kinh khủng vô cùng kêu thảm, sau đó ở dưới một chiêu này, thân thể tứ phân ngũ liệt, thánh tâm vỡ vụn, chết thảm ngay tại chỗ. Một chiêu, đánh chết một cái minh thánh tiểu thành tồn tại, nhường bên cạnh mặt khác thánh giả, hít vào lương khí. Ông. Đột nhiên, hư không ba động, một cái khác minh thánh tiểu thành cường giả trước người không gian, giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, mà kia minh thánh tiểu thành cường giả thân thể, cùng tấm gương một dạng, cũng vỡ vụn ra. Lại một cái minh thánh tiểu thành cường giả, chết. Đây là Phao Phao xuất thủ, lấy thời không pháp tắc, lập tức đánh chết một cái thánh cảnh cường giả. Thu. Một bên khác, Hoàng Linh tắm rửa ở trong bất tử hỏa diễm, một trường vỗ ra, một đầu liệt diễm phượng hoàng bay ra. Một cái minh thánh tiểu thành cường giả, thân thể chấn động mãnh liệt, bị kích bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Một chiêu bị Hoàng Linh đánh cho trọng thương. Mà Diệp Đông Phương, Hạ Đình đám người, cũng toàn lực bộc phát, bọn họ mỗi một người, đều có thể cùng thánh giả đại chiến, mảy may không kém. Tăng thêm mặt khác gần 500 người thiên kiêu liên thủ, uy lực thì chỉ sợ, liên hợp lại, hoàn toàn chặn lại đối phương công kích. Tự tìm cái chết. Một cái hắc bào lão giả, ánh mắt băng lãnh, hướng về Lục Minh đánh tới. Người này, là một cái minh thánh đại thành cường giả. Một đầu ma đạo đại thủ ấn, hướng về Lục Minh oanh sát mà đi, chiến lược so minh thánh tiểu thành, muốn cường đại gấp bội. Lục Minh trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về đối phương đập tới. Hỗn độn phiên thiên ấn, lấy pháp tắc chi lực thôi động, uy lực càng khủng bố hơn, trực tiếp đánh tan đối phương ma đạo trưởng ấn. Nhìn đến, đối phương kia minh thánh đỉnh phong tồn tại, tạm thời không ở nơi này, vậy liền chém ra hỏa này. Lục Minh ánh mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Hắn nghi tâm phát sáng, minh luyện thứ thân dậm chân mà ra, thái cực trận bàn phát sáng, một bức thái cực âm dương ngư đồ án, hướng về hắc bào lão giả chấn áp tới. Hắc bào lão giả ma quang bắn ra, liên tục oanh ra hai trưởng, cùng thái cực âm dương ngư đồ án đối kháng. Nhưng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, hắn động tác trở nên chậm, như chậm động tác một dạng. Hưu. Một đạo không gian hình thành lưỡi kiếm chém qua, hắc bào lão giả trên người, xuất hiện một đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, thân thể kém chút bị chém làm hai đoạn. Giết! Lục Minh làm sao sẽ buông tha dạng này cơ hội, giống to một tiếng, thần kiếm quyết trùng kích đối phương linh hồn. Ở Lục Minh đột phá bán thánh đệ nhị giai đoạn thời điểm, linh hồn lấy được rèn luyện, rốt cục đánh vỡ cực hạn, hiện tại, Lục Minh linh hồn lực, cũng đã tương đương với một cái minh thánh tiểu thành cường giả linh hồn lực. Cho dù linh hồn lực còn không bằng hắc bào lão giả, nhưng thi triển thần kiếm quyết, vẫn là có thể đối phương sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đồng thời, Lục Minh đã xuất hiện ở bên người lão giả, ở lão giả kinh hãi mục quang bên trong, đấm ra một quyền, đánh vào lão giả đầu lâu phía trên. Lão giả đầu lâu, giống như là dưa hấu đồng dạng, nổ tung đến. Vù! Lục Minh một chảo, cào xuyên hắc bào lão giả đan điền, đem đối phương thánh tâm, bắt ra. Một khỏa đen như mực thánh tâm. Như kim cương đồng dạng, có một loại trong suốt cảm giác, sinh mặt, tràn ngập ma đạo pháp tắc. Thánh giả thánh tâm, thế nhưng là bảo vật, có thể dùng để luyện đan, hoặc là luyện khí, trên thị trường giá cả, phi thường đắt đỏ, Lục Minh trực tiếp thu vào. Mà kia hắc bào lão giả, đã chết không thể lại chết. Một cái minh thánh đại thành cường giả, ở Lục Minh, thứ thân, Phao Phao ba cái liên thủ phía dưới, mấy lần liền bị giết. Đương nhiên, đây là bởi vì ba cái phối hợp ăn ý. Nếu là Lục Minh chủ thân một người, chỉ sợ chiến lực cùng đối phương chênh lệch không lớn, muốn đánh giết, là không thể nào, nhiều nhất chiếm cứ một tia thượng phong. Bản thổ các tộc thánh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, sợ hãi không thôi, liên tục lui lại. Bao quát mặt khác ba cái minh thánh đại thành tồn tại, đồng dạng như thế. Bọn họ lúc đầu đang toàn lực đối phó mặt khác thiên kiêu, nhìn thấy một màn này, cảm giác toàn thân phát lạnh. Nửa năm không gặp, Lục Minh một quyền oanh sát một cái minh thánh tiểu thành người. Thậm chí có thể đánh giết minh thánh đại thành, đây cũng quá kinh khủng.
Xong, Lục Minh cũng không ham chiến, thừa dịp cơ hội này, chạy ra khỏi vây quanh. Chết cho ta! Lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, một đạo gầy gò thân ảnh, cực tốc hướng về bên này bay tới, chính là kia Minh Thánh cường giả tối đỉnh. Người này lúc trước ở trong luân hồi đế mộ, bị một tòa đại mộ phía trên pháp tắc chi lực gây thương tích, đả thương bản nguyên, khoảng thời gian này, trốn đến cách đó không xa chữa thương, chờ hắn nghe được động tĩnh sau, Lục Minh bọn họ, thế mà cũng đã chạy ra khỏi vây quanh. Toàn bộ vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh hét lớn, gọi ra Sơn Hà Đồ, đem mặt khác người thu sạch vào Sơn Hà Đồ. Minh Thánh cường giả tối đỉnh, hắn cho dù liên hợp Phao Phao, Thứ Thân, đều không phải đối thủ, thánh cảnh, mỗi vượt qua một bước, chiến lược đều là gấp mấy lần tăng cường, chênh lệch phi thường to lớn. Thu hồi những người khác sau, Phao Phao mở ra một đầu thời không thông đạo, Lục Minh trực tiếp bước đi vào, một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài. Phao Phao lĩnh ngộ thời không pháp tắc sau đó, các phương diện tự nhiên kịch liệt tăng lên, thời không thông đạo cự ly cũng tăng lên gấp bội. Mấy vạn dặm bên ngoài, Phao Phao tiếp lấy lại mở ra thời không thông đạo, Lục Minh lại xuất hiện ở mấy vạn dặm ngoài, liên tục 3 lần sau đó, Lục Minh cũng đã ở 10 vạn dặm bên ngoài. Kia Minh Thánh cường giả tối đỉnh, nhìn xem không biết tung tích Lục Minh, trợn mắt há hốc mồm, sau đó phát ra nổi giận tiếng giống. Chờ hắn biết rõ, bị Lục Minh đánh chết một cái Minh Thánh tiểu thành, còn có một cái Minh Thánh đại thành cường giả sau, càng là kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lần này, vây bắt Lục Minh bọn họ, xem như viên mãn thất bại. Nửa năm trước, không những hắn bị thương, lần này, càng là tổn thất hai đại cao thủ. Đau khổ ở đây chờ nửa năm, kết quả liền đối phương một cọng lông đều không lưu lại, bọn họ phiền muộn, có thể nghĩ. Thông chi các tộc, toàn lực đuổi bắt bách tộc chiến trường mặt khác người ngoại lai, về sau, phàm là nhìn thấy người ngoại lai, giết hết không tha. Minh Thánh cường giả tối đỉnh giống to, sát cơ nồng đậm vô cùng. Đi qua mấy lần thời không thông đạo, sau đó Lục Minh thay đổi phương hướng, hướng về bách tộc chiến trường ngoại vi bay đi. Hiện tại Lục Minh tốc độ, nhanh bực nào, như một sợi lưu quang bay qua thiên không, nửa ngày sau đó, Lục Minh cũng đã đi tới bách tộc chiến trường ngoại vi. Ân. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nghe được, phía trước có kịch liệt oanh minh, đó là đại chiến thanh âm. Lục Minh hướng về phía trước bay qua. Không lâu sau đó, Lục Minh liền nhìn thấy, bốn cái người trẻ tuổi, đang bị một nhóm dị thú truy sát. Là bọn họ, ngược lại là thật là khéo. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia không hiểu tiếu dung. Bốn cái người trẻ tuổi, cư nhiên là Vân Hy, Vân Khai bốn người. Hơn một năm không gặp, bốn người tu vi, cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Vân Hy, mới vừa tiến vào bách tộc chiến trường thời điểm, tu vi liền đã đi đến võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, bây giờ, cũng đã đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, cảnh giới cùng Lục Minh tương đối. Mà Vân Khai ba người, cũng đạt đến bán thánh đệ nhất giai đoạn. Nhưng bây giờ, bọn họ nguy hiểm vạn phần, bị một nhóm dị thú truy sát, hiểm tượng hoàn sinh. Vân Hy, Vân Khai bốn người, phi thường phiền muộn. Khoảng thời gian này, bọn họ một mực ở bách tộc chiến trường ngoại vi một vùng hoạt động, ở ngoại vi một chút thành trì bên trong tôi luyện, tu vi vững bước tăng lên. Nhưng ở hơn nửa năm trước kia, bách tộc chiến trường bản thổ người, không biết phát điên vì cái gì, thế mà bắt đầu đối ngoại lai thiên kiêu, trắng trợn săn giết, đuổi bắt. Bọn họ là vận khí tốt, tránh thoát một kiếp, tìm một cái địa phương an toàn tránh né. Vừa trốn, liền là hơn nửa năm, gần nhất, bọn họ tu vi nhao nhao đột phá, mới đi ra, muốn lao ra, rời khỏi bách tộc chiến trường, về Vân Đế Sơn. Nhưng đi ra không có bao lâu, liền đụng phải một nhóm dị thú truy sát. Đám này dị thú tổng hợp chiến lực, so bọn họ mạnh gấp một lần, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Xông, lao ra. Vân Hy hét lớn, một cây trường thương vũ động như long, chặn lại ba đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Bọn họ muốn lao ra, nhưng những cái kia dị thú, kéo chặt lấy bọn họ. A, à, Vân Khai, ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Nguyên lai, là Vân Khai đột nhiên xuất thủ, một trường đem Vân Khuyết kích bay ra ngoài, rất nhiều dị thú, tức khắc đánh về phía Vân Khuyết. Vân Khuyết phát ra phẫn nộ gào thét, bộc phát toàn lực ngăn cản. Vân Khai, ngươi. Vân Hy cũng là nổi giận. Lấy hắn một mạng, đổi chúng ta ba người chi mệnh, đáng giá, hiện tại xong. Vân Khai hét lớn, trong mắt lóe lên âm lãnh ánh sáng. Vân Khuyết liều mạng, hấp dẫn một nhóm dị thú, tự nhiên lộ ra nhìn đứng không, Vân Khai nhanh chóng từ đâu đứng không bên trong xông ra. A, à, Vân Khai, ngươi sẽ chết không yên lành. Vân Khuyết điên cuồng giống to.
Phốc thử, cánh tay hắn bị một đầu dị thú xé rách xuống tới. Chịu đựng, Vân Hy kêu lên, kiệt lực hướng về Vân Khuyết phóng đi, đem một đầu dị thú quét bay, hiểm mà lại hiểm cứu Vân Khuyết. Hừ, thực sự là ngu xuẩn, tốt như vậy cơ hội không xông ra, vậy các ngươi đều đi chết đi. Vân Khai trong lòng cười lạnh, không nên để cho hắn chạy. Một đầu dị thú, miệng phun tiếng người, tức khắc, mấy con cường đại dị thú, hướng về Vân Khai đuổi theo, bao quát hai đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Vân Khai sắc mặt biến đổi, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, phi hành tốc độ cao. Một khắc sau, hắn sắc mặt khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước, có một người. Người này, tự nhiên là Lục Minh. Lục Minh, là ngươi, ngươi tới vừa vặn, đến giúp chúng ta ngăn cản dị thú. Vân Khai quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua một tia âm lãnh ánh sáng, hướng về Lục Minh cực tốc bay đi. Rất rõ ràng, hắn là muốn kéo Lục Minh xuống nước, đến giúp hắn ngăn cản dị thú, để cho chính hắn đào mệnh, dụng tâm hiểm ác. Lục Minh trên mặt, treo nụ cười nhàn nhạt, không nhúc nhích. Vân Khai trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cực tốc hướng về Lục Minh phóng đi. Lan! Đột nhiên, Lục Minh giống to một tiếng. Đạo này thanh âm bên trong, ẩn chứa thần kiếm quyết uy lực, Vân Khai phát ra một tiếng hét thảm, thân hình dừng ở không trung. Mà Lục Minh bước ra một bước, cũng đã vượt qua Vân Khai, xuất hiện ở Vân Hy bọn họ bên kia. Giết! Lục Minh lại một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết theo lấy sóng âm lực lượng, oanh kích mà ra, oanh kích so những cái kia dị thú trên người. Bịch, bịch! Một mảng lớn dị thú, trực tiếp ngã xuống, sinh cơ tuyệt diệt. Vừa mới Lục Minh kia một tiếng hét lớn, những cái kia dị thú linh hồn, đã bị Lục Minh kích diệt, bao quát mấy chỉ bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú. Vân Hy ba người, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đối bọn họ tới nói, có thể muốn mạng dị thú, ở Lục Minh một tiếng hét lớn phía dưới, chết một mảng lớn, này khiến bọn họ giống như nằm mơ. Lập tức, Lục Minh bàn tay hư không nắm vào, tạo thành ba đầu chân nguyên dây lụa, cuốn lấy Vân Hy ba người, cực tốc lui lại. Những cái kia dị thú, nhìn xem Lục Minh, sợ hãi không thôi, nào dám truy kích. A, cứu ta, mau cứu ta à. Lúc này, Vân Khai tê tâm liệt phế kêu to lên. Vừa mới Lục Minh đối Vân Khai một quát kia, cũng không có giết hắn, thậm chí không kích thương hắn, chỉ là hiểu hắn sinh ra đau nhức, thân hình dừng lại, hiện tại, hắn đã bị những cái kia dị thú bao vây. Hắn một người, ở đâu là những cái kia dị thú đối thủ, tức khắc trên người tăng thêm mấy vết thương. Lục Minh, Vân Hy đám người, đều lạnh lùng vô cùng nhìn xem. Trước đó vây công Vân Hy bọn họ dị thú, nhìn thấy một màn này, tức khắc gào thét một tiếng, đều hướng về Vân Khai phóng đi. Vân Khai càng thêm tuyệt vọng, đại hống, Lục Minh, cứu ta, mau cứu ta là Vân Đế Sơn đệ tử, ngươi không thể gặp chết không cứu. Lục Minh lắc lắc đầu, này Vân Khai, lúc này, còn cầm Vân Đế Sơn uy hiếp hắn, thực sự là ngu xuẩn. Phốc, Vân Khai một cái chân, bị một đầu dị thú xé rách xuống tới, hắn phát ra thê lương kêu thảm, kêu lên, Lục Minh, Vân Hy, ta sai rồi, là ta sai lầm, mau cứu ta à. Nhưng một khắc sau, một đầu bán thánh đệ nhị giai đoạn dị thú, trực tiếp cắn đầu của hắn, Vân Khai lại không cam bên trong chết đi. Giống, giống. Những cái kia dị thú, ngưng trọng nhìn Lục Minh một cái, sau đó co cẳng liền chạy, căn bản không dám động thủ. Vân Khai, thực sự là chết chưa hết tội. Vân Khuyết oán hận nói. Trước đó, Vân Khai vì mạng sống, thế mà ám toán hắn, bắt hắn mệnh đi ngăn, bọn họ không có một tia đồng tình. Thật là chết chưa hết tội. Vân Hy lạnh lùng mở miệng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, ôm quyền nói, Lục Minh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tiếp theo, Vân Khuyết cùng một cái khác thanh niên Vân Phong, cũng hướng Lục Minh biểu thị cảm tạ. Lúc trước, Lục Minh muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến thời điểm, bọn họ còn xem nhẹ Lục Minh. Đó là, Lục Minh tu vi, mới võ hoàng lục trọng đỉnh phong, bọn họ coi là, Lục Minh là muốn mượn bọn họ lực lượng, đến bách tộc chiến trường tôi luyện. Nhưng bây giờ, hơn một năm thời gian sau, Lục Minh ở trong mắt bọn hắn, đơn giản sâu không lường được, hơn nữa, vẫn là Lục Minh lặp lại nhiều lần cứu bọn hắn, nếu không, chỉ sợ bọn họ căn bản đi không ra bách tộc chiến trường. Không cần nói cảm ơn, ta cứu các ngươi, chỉ là muốn cưới các ngươi truyền tống trận, trở về Thương Châu mà thôi. Lục Minh thản nhiên nói, bách tộc chiến trường, cự ly Thương Châu, chỉ sợ xa xôi vô cùng, không có truyền tống trận, dựa vào phi hành, không biết cần bao lâu, mà Vân Châu, là tới gần nhất Thương Châu Đại Châu. Muốn trở về, đi trước Vân Châu, là gần nhất. Vân Hy, Vân Khuyết mấy người,
trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Đi thôi. Lục Minh nói, hướng về bách tộc chiến trường bên ngoài phương hướng bay đi. Vân Hy mấy người, vội vàng đuổi theo. Đến nơi này, cự ly bách tộc chiến trường bên ngoài, đã không xa, không lâu sau đó, bọn họ liền bay ra bách chiến trường phạm vi, xuất hiện ở bách tộc chiến trường bên ngoài. Vừa bay ra bách tộc chiến trường, Lục Minh tức khắc cảm giác, giữa thiên địa hỗn độn pháp tắc, càng thêm rõ ràng, thao túng, càng thêm tùy ý tự nhiên. Dù sao, bách tộc chiến trường bên trong pháp tắc, quá hỗn loạn. Bách tộc chiến trường bên ngoài thánh giả, chỉ sợ chiến lực muốn so bách tộc chiến trường bên trong thánh giả mạnh. Lục Minh não hải chuyển qua một đạo ý niệm. Ở trong bách tộc chiến trường, pháp tắc hỗn loạn, những cái kia thánh giả, điều khiển pháp tắc, tuyệt đối không có như vậy tùy tâm sở dục, đồng cấp một trận chiến, bên ngoài thánh giả, tất nhiên càng mạnh. Lục Minh, chúng ta đi truyền tống trận nơi đó à? Vân Hy nói. Chờ một chút. Lục Minh nói, sau đó mi tâm phát sáng, một đám người, bỗng nhiên xuất hiện, đem Vân Hy mấy người dọa kêu to một tiếng. Đặc biệt là bọn họ vừa cảm ứng đám người này tu vi sau, sắc mặt càng thêm đại biến. Đám người này tu vi, mỗi một cái, đều không kém gì bọn họ, toàn bộ so bọn họ mạnh, có ít người khí tức, đơn giản hùng hậu như núi, sâu không lường được. Thiên kiêu, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Vân Hy bọn họ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, Lục Minh lại còn mang theo như thế một cỗ khổng lồ lực lượng, Lục Minh đến cùng ở trong bách tộc chiến trường, đã trải qua cái gì? Đám người này, tự nhiên liền là Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người. Hoàng Linh bọn họ vừa ra tới, liền nhìn bốn phía lên. À, nơi này pháp tắc khí tức, không phải bách tộc chiến trường bên trong. Ha ha, chúng ta đi ra. Bọn họ vừa cảm ứng, tự nhiên là có thể cảm ứng đi ra, nơi này đã ra khỏi bách tộc chiến trường, tức khắc cuồng hỉ. Bọn họ cuối cùng thoát ly hiểm cảnh. Mặc dù rất nhiều người trở về phương hướng, cũng không phải là bên này, nhưng chỉ cần ra bách tộc chiến trường, bọn họ muốn trở về, liền đơn giản, chỉ là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đối Lục Minh biểu thị cảm tạ, Vân Hy mấy người, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối ở một bên nhìn xem. Lục Minh, lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định phải đi ra Thương Châu, dù sao Thương Châu quá nhỏ, nếu là tương lai đi ra Thương Châu, có thể đến Cổ Nguyệt Thánh Địa tìm ta. Hoàng Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển, đi tới Lục Minh trước người, nhãn thần bên trong, lại có một tia không bỏ ý, chỉ là bị nàng ẩn tàng rất tốt. Cổ Nguyệt Thánh Địa. Lục Minh nghi hoặc, hắn căn bản không có nghe qua Cổ Nguyệt Thánh Địa. Ngươi không nghe qua sao? Hoàng Linh nói. Không có, ta từ Nguyên Lục Hải Ngoại đến, đối Nguyên Lục, không phải rất rõ ràng, Thương Châu điển tịch, cũng không có quá nhiều ghi chép. Lục Minh nói. Ngươi cư nhiên là từ Hoang Vu Chi Địa mà đến. Lần này, không chỉ có là Hoàng Linh, mặt khác thiên kiêu, cũng là kinh ngạc không thôi. Lục Minh như thế thiên kiêu, cư nhiên là từ Hoang Vu Chi Địa mà đến, thực sự là vượt quá bọn họ dự kiến. Hoang Vu Chi Địa. Lục Minh càng thêm nghi ngờ, vì cái gì Hoàng Linh bọn họ nói tên, hắn một cái đều không nghe qua. Lúc trước, Vân Long cốc chủ cho hắn một bộ địa đồ, là Thương Châu phụ cận mười mấy cái đại châu cương vực. Lục Minh, ta và ngươi nói một cái. Toàn bộ thế giới đại khái địa vực phân chia, truyền thuyết, trong thiên địa, hết thảy có cửu thiên thập địa. Truyền thuyết, cửu thiên, cũng không phải là chúng ta nguyên giới chi địa, mà là thiên giới, truyền thuyết, thiên giới cùng nguyên giới, chính là song sinh thế giới, thiên giới có cửu thiên phân chia, mà nguyên giới, lại có thập địa. Thiên giới cửu thiên, ta không rõ ràng, dù sao cự ly chúng ta quá xa vời, mà nguyên lục thập địa, phân biệt là hoang vu chi địa, tội loạn chi địa, vạn ma chi địa, vạn yêu chi địa. Thần thú chi địa, ngũ hành chi địa, thiên man chi địa, cửu u chi địa, nguyên sơn chi địa, thần mệnh chi địa. Trong đó, hoang vu chi địa, liền là chỉ nguyên lục bên ngoài, kia vô tận hòn đảo, tổng cộng lên, bị xưng là hoang vu chi địa. Hoàng Linh cặn kẽ giải thích. Nguyên lục bên ngoài, vô tận đại hải, kia vô tận đại lục hòn đảo, thế mà chỉ là thập địa một trong hoang vu chi địa. Lục Minh có chút choáng váng. Không sai, mà chúng ta khu vực, chính là thập địa một trong nguyên sơn chi địa. Nguyên sơn chi địa, rộng lớn vô ngần, cương vực rộng, khó có thể tính toán, ở nguyên sơn chi địa, phân bố vô tận lớn nhỏ thế lực, rất nhiều đế cấp thế lực, động thiên phúc địa vô số. Nhưng là ở tất cả động thiên phúc địa, có 9 cái địa phương, nổi danh nhất, bị xưng là cửu đại thánh địa mỗi một cái, đều là tu luyện thánh địa, hoàn cảnh được trời ưu ái, xa xa vượt qua địa phương khác, Cổ Nguyệt thánh địa, liền là cửu đại thánh địa một trong. Mỗi một cái thánh địa bên trong, đều chiếm cứ rất nhiều cường đại thế lực. Ta Phượng Hoàng Cung,
liền ở trong Cổ Nguyệt Thánh Địa. Kỳ thật, Bách tộc chiến trường vị trí là ở Cổ Nguyệt Thánh Địa phóng xạ phạm vi, nên đến Bách tộc chiến trường lịch luyện thiên kiêu cơ hồ đều là đến từ Cổ Nguyệt Thánh Địa, còn có Cổ Nguyệt Thánh Địa phụ cận một chút đại châu, một chút đế cấp thế lực. Hoàng Linh tiếp tục giải thích nói. Lục Minh thở phào một hơi, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn rốt cuộc đối Nguyên Lục Cương vực có một chút rõ ràng nhận biết. Rộng lớn, quá mênh mông. Thương Châu cũng đã cực kỳ mênh mông, nhưng chỉ là Cổ Nguyệt Thánh Địa phụ cận rất nhiều đại châu trong đó một cái mà thôi. Ở trong Cổ Nguyệt Thánh Địa, hiển nhiên có càng thêm cường đại thế lực chiếm cứ. Mà Nguyên Sơn chi địa, có cửu đại thánh địa, kia có bao nhiêu ít đại châu, bao nhiêu cương vực. Nhưng Nguyên Sơn chi địa, chỉ là Nguyên Lục thập địa bên trong một cái. Bậc này rộng lớn cương vực, rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu, có bao nhiêu cường giả. Chỉ sợ không người biết rõ, rộng lớn vô ngần thổ địa, mỗi ngày, đều có cường giả vẫn lạc, cũng có cường giả sinh ra, thiên kiêu quật khởi, diễn lại riêng phần mình thăng trầm. Lục Minh trong mắt, lộ ra mãnh liệt chờ mong. Thương Châu, vẫn là quá nhỏ, về sau, hắn khẳng định muốn đi ra Thương Châu, tiến về bên ngoài sông Sáo một phen. Lục Huynh, tương lai phía trước Cổ Nguyệt Thánh Địa, nhất định muốn nhớ kỹ đi tìm ta, đến lúc đó chúng ta nâng ly một phen. Diệp Đông Phương hào sảng nói. Lôi Thần Tông, cũng ở trong Cổ Nguyệt Thánh Địa. Lúc này, mặt khác thiên kiêu, cũng nhao nhao hướng Lục Minh phát ra mời. Bất quá, chỉ có số ít thế lực xuất từ Cổ Nguyệt Thánh Địa, những thế lực khác đều là Cổ Nguyệt Thánh Địa chung quanh đế cấp thế lực. Hoàng Linh cô nương, Diệp huynh, Lục Minh trong lòng có một chuyện muốn xin hỏi chư vị. Lục Minh trầm ngâm một cái, nói: "Lục huynh, cứ nói đừng ngại." Diệp Đông Phương nói: "Chư vị có thể nghe qua thiên hạ duy nhất câu nói này?" Lục Minh hỏi: "Lúc trước, ở Lục Minh còn nhỏ yếu thời điểm, có một người giáng lâm thần hoang, mang đi thu nguyệt, chỉ có lưu lại thần hoang phía trên, thiên hạ duy nhất 8 chữ. Thần hoang phía trên, Lục Minh lý giải, rất khả năng là chỉ so thần hoang đại lục càng cường đại lục. Nếu như là những cái kia như thần hoang đại lục một dạng hải ngoại tiểu đại lục, vậy liền phiền toái, bởi vì nhiều lắm rất khó tìm. Nếu như là nguyên lục phía trên thế lực, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người xuất từ cường đại thế lực, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết rõ, nên Lục Minh mới đặt câu hỏi. Cùng thu nguyệt phân biệt, cũng đã vượt qua 10 năm, Lục Minh rất là tưởng niệm, không biết Thu Nguyệt hiện nay như thế nào. Thiên hạ duy nhất, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người liếc nhau một cái, lộ ra vẻ trầm tư. Làm sao, Hoàng Linh cô nương, Diệp huynh, các ngươi cũng không biết sao. Lục Minh trong lòng, hơi có chút thất vọng. Thiên hạ duy nhất, thiên hạ dám như thế phách lối, dùng cái danh xưng này, rất khả năng là duy nhất thánh điện. Hoàng Linh cau mày nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngoại trừ duy nhất thánh điện, ai dám xưng thiên hạ duy nhất? Diệp Đông Phương nói. Duy nhất thánh điện, ở đâu? Là một cái đế cấp thế lực sao? Lục Minh con mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Duy nhất thánh điện, mặc dù ở Nguyên Sơn chi địa, nhưng lại không ở Cổ Nguyệt thánh địa, mà là ở một cái khác thánh địa trong. Hơn nữa, duy nhất thánh điện, là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực, duy nhất thánh điện cường giả, phi thường cường đại. Nghe nói, duy nhất thánh điện đệ tử không nhiều, người cũng không nhiều. Nhưng mỗi một cái đi ra, đều danh xưng thiên hạ duy nhất, cũng tỉ như, duy nhất thánh điện một cái đệ tử, tu luyện là hỏa chi pháp tắc, kia người này liền là hỏa chi pháp tắc, độc nhất vô nhị, cường đại vô cùng, năng lực ép mặt khác tu luyện hỏa chi pháp tắc thiên tài. Tu luyện mặt khác pháp tắc, liền có thể áp chế mặt khác pháp tắc thiên tài, thiên hạ duy nhất, bởi vậy mà đến. Hoàng Linh giải thích nói, mỗi một cái, đều là thiên hạ duy nhất. Lục Minh khó có thể tin tưởng. Nguyên lục như thế rộng lớn. Cường giả như mây, mặc dù pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng tu luyện người thì càng nhiều hơn, mỗi loại pháp tắc, chỉ sợ tu luyện người đều rất nhiều, đặc biệt giống hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc phổ biến pháp tắc, tu luyện người càng nhiều, ai có thể nói bản thân xưng hùng, thiên hạ duy nhất. Duy nhất thánh điện khẩu khí, không khỏi quá lớn. Duy nhất thánh điện loại này xưng hào, mặc dù quá mức, thiên hạ thiên kiêu biết bao nhiêu, nào dám liền xưng đệ nhất duy nhất, nhưng không thể không nói, duy nhất thánh điện đi ra người. Xác thực kinh khủng vô cùng, chiến lực đáng sợ, ít có đối thủ. Hoàng Linh nói. Không sai, nghe nói duy nhất thánh điện, có một chút cường giả, hàng năm du lịch thiên hạ, chuyên môn tìm kiếm thiên phú đặc thù xuất chúng người, mang về duy nhất thánh điện tu luyện, bồi dưỡng. Diệp Đông Phương cũng nói theo. Diệp Đông Phương mà nói, nhường Lục Minh con mắt sáng lên. Duy nhất thánh điện, chuyên môn có cường giả hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm thiên phú xuất chúng người, mang về duy nhất thánh điện tu luyện,
Rất có thể thì có người đi tới thần hoang đại lục, phát hiện Thu Nguyệt. Lục Minh phát hiện một chút mặt mày, mặc kệ thế nào, duy nhất thánh điện, hắn tương lai nhất định phải đi một vòng. Tạ chư vị vì Lục Minh giải hoặc. Lục Minh ôm quyền nói. Lục huynh khách khí, vậy ta liền trước rời đi, bách tộc chiến trường sự tình, muốn mau chóng báo cáo tông môn, để tránh lại có thiên kiêu đi vào. Diệp Đông Phương nói. Sau đó, những người khác, cũng nhao nhao hướng Lục Minh cáo tử. Cuối cùng, Hoàng Linh cùng Phượng Hoàng cung người, cũng cáo tử rời đi, chỉ còn lại Lục Minh, còn có Vân Hy mấy người. Chúng ta đi thôi. Lục Minh nói. Vân Hy mấy người, vô ý thức gật gật đầu, bất chi bất giác, Lục Minh trong lòng bọn họ, dựng cường đại uy vọng. Nơi này cự ly Vân Đế Sơn truyền tống trận rất gần, không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới truyền tống trận nơi đó, bước vào truyền tống trận, về tới Vân Đế Sơn. Trở lại Vân Đế Sơn sau đó, lúc trước đi đón Lục Minh cùng Vân Long Cốc chủ lão giả kia, tìm được Lục Minh, nói cho Lục Minh một cái tin tức. Vân Long Cốc nhường hắn cho Lục Minh tiện thể nhắn, Vân Long Cốc chủ khoảng thời gian này có sự tình, nếu là Lục Minh từ bách tộc chiến trường trở về, có thể một mình trở về Thương Châu. Ta tiền bối. Lục Minh hướng về lão giả ôm quyền. Lão giả gật gật đầu, mang Lục Minh ra Vân Đế Sơn phạm vi, sau đó Lục Minh xuất ra phá không phi toa, hướng về Thương Châu phương hướng bay đi. Vân Đế Sơn, cự ly Thương Châu, đặc biệt là cự ly Long Thần Cốc, phi thường xa, lúc trước Vân Long Cốc chủ chạy đi, đều dùng 2 ngày thời gian. Lấy Lục Minh này cấp thấp phá không phi toa tốc độ, chạy về Long Thần Cốc, chỉ sợ cần 1 tháng thời gian. Bất quá, dù sao cự ly định bảo đại hội, còn có 4 tháng thời gian, Lục Minh cũng không phải rất gấp, chậm rãi chạy trở về liền có thể. Ở chạy đi khoảng thời gian này, vừa vặn có thể tu luyện tu luyện. Tu vi càng cao, đối thời gian, lại càng ngày càng chết lặng. Võ Hoàng, có thể sống 1 vạn đến 2 vạn năm. Thánh giả, càng là có 10 vạn năm trở lên thọ nguyên. Có ít người, bế quan một lần, liền là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đột phá nhất trọng tu vi, khả năng cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm. 1 tháng thời gian, thật không tính là gì. Xếp bằng ở phá không phi toa, Lục Minh trong tay, xuất hiện mấy cái chữ vật giới chỉ. Mấy cái này chữ vật giới chỉ, là Lục Minh đánh chết mấy cái bách tộc chiến trường thánh cảnh cường giả được đến. Trước đó Lục Minh vẫn không có kiểm tra, kiểm kê, hiện tại vừa vặn kiểm kê một cái. Không lâu sau đó, kiểm kê hoàn tất, cho dù lấy Lục Minh tâm tính, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phát tài, thật phát tài. Bên trong bảo vật, nguyên thạch nhiều lắm. Riêng là thánh binh, liền trọn vẹn vượt qua 100 kiện. Hết thảy 150 kiện thánh binh, đây là cỡ nào khổng lồ một con số. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, Lục Minh liền biết. Lần này, những cái kia bản thổ thánh giả, giết rất nhiều bên ngoài đại thế lực tiến vào thiên kiêu, những cái này thiên kiêu, cơ hồ người người đều có thánh binh, những cái kia thánh giả đem thánh binh thu thập mà đến, tự nhiên nhiều. Còn có nguyên thạch, cũng là trồng chất như núi, không biết có bao nhiêu, tóm lại sau này một đoạn thời gian, đủ Lục Minh dùng. Ta tu luyện vạn binh quyết, đang cần đại lượng thánh binh, lần này không thiếu, khoảng thời gian này chạy đi, vừa vặn tu luyện một cái vạn binh quyết. Lục Minh suy nghĩ. Trước đó, Lục Minh một lòng lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, đem mặt khác buông xuống, vạn binh quyết cũng vẫn không có tu luyện. Ở võ hoàng cửu trọng thời điểm, Lục Minh liền có thể phong ấn 12 thanh thánh binh, bây giờ đột phá bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, thậm chí ở trong nhục thân, còn luyện hóa một sợi chân chính hỗn độn chi khí, hắn hiện ở trong thân thể, có thể phong ấn mấy cái thánh binh. Lục Minh bản thân, đều có chút chờ mong. Lúc này, Lục Minh liền bắt đầu tu luyện, vận chuyển vạn binh quyết, bắt đầu đem thánh binh phong ấn ở trong huyệt khiếu. 13 thanh, nhẹ nhõm hoàn thành, không có mảy may cảm giác. Tiếp theo, 14 thanh, 15 thanh. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua, Lục Minh đã ra khỏi Vân Châu, tiến nhập Thương Châu cảnh nội. Thời gian nửa tháng, Lục Minh không ngừng tu luyện vạn binh quyết, càng đến đằng sau, phong ấn thánh binh tốc độ, liền sẽ càng ngày càng chậm, bởi vì thánh binh càng nhiều, hai bên quán thông, hình thành chiến binh chi khí lại càng mạnh, đối thân thể tạo thành phụ tải liền càng lớn, Lục Minh nhất định phải thận trọng từng bước một cái dấu chân. Cuối cùng, Lục Minh thành công phong ấn 36 thanh thánh binh, đến nơi đây, Lục Minh mới cảm thấy cực hạn, ngừng lại. Phải biết, lúc trước Vạn Thiên Thành ở bán thánh đệ nhị giai đoạn, cũng mới phong ấn 14 thanh thánh binh mà thôi, cùng Lục Minh chênh lệch quá lớn. 36 thanh thánh binh chiến binh chi khí tương dung, uy năng đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Tu luyện xong vạn binh quyết sau đó,
bắt đầu tham ngộ hỗn độn pháp tắc, lĩnh ngộ hỗn độn phiên thiên ấn. Hiện tại, hỗn độn phiên thiên ấn đã đến cái thứ 5 tầng thứ đỉnh phong, cự ly cái thứ 6 tầng thứ, viên mãn tầng thứ, cũng không xa. Thời gian trôi qua, lại là mấy ngày trôi qua. Phá không phi toa, ở không trung phi hành. Vù! Đột nhiên, phía dưới có một đạo sáng chói kiếm quang lóe lên, đưa tới Lục Minh chú ý. Lục Minh đi đến thủy tinh pha lê bên cạnh, hướng ra phía ngoài quan sát, đột nhiên lông mày nhíu lại, hắn thấy được một cái người quen. Tô Lôi! Lúc trước, ở Long Thần Cốc Thông Thiên Phù Đài nơi đó tu luyện, cùng Ngân Long Cốc Ngân Thành đánh cược, đằng sau Ngân Thành quyệt nợ, còn trả đũa, đó là không người dám đi ra vì Lục Minh làm chứng, cuối cùng, vẫn là cái kia khiếp sinh sinh tiểu nữ hài đi ra, vì Lục Minh làm chứng, cái kia tiểu nữ hài, liền là Tô Lôi, Lục Minh đối với hắn, một mực ấn tượng sâu sắc. Lúc này, Tô Lôi đang bị người truy sát. Cùng Tô Lôi cùng một chỗ, còn có một cái cô gái trẻ tuổi, hai người hốt hoảng chạy trốn, đằng sau, 10 cái đại hán cực tốc truy kích. Lục Minh một bước bước ra phá không phi toa, vung tay lên, đem phá không phi toa thu hồi, sau đó hướng về Tô Lôi bên kia bay đi. Tô Lôi, hôm nay các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta về Tô gia, để tránh thụ đau khổ da thịt. Tô Lôi hậu phương, một cái đại hán mặt âm trầm nói. Tô Lôi cắn chặt răng ngà, không rên một tiếng, cực tốc bay về phía trước. Hừ, các ngươi mơ tưởng, các ngươi đám này hèn hạ người, tiểu thư tuyệt sẽ không cùng các ngươi trở về. Tô Lôi bên cạnh, cái kia cô gái trẻ tuổi lớn tiếng nói. Tiểu nha đầu, lớn mật, ngươi hiểu cái gì? Các ngươi trở về, là vì Tô gia suy nghĩ, vì gia tộc bỏ ra, là các ngươi vinh hạnh. Cái kia đại hán giống to, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, cực tốc tới gần Tô Lôi hai người. Tô Lôi cùng kia tuổi trẻ nữ tử, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch lên. Tô Lôi sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, một đạo rõ ràng cao giọng âm vang lên, Tô Lôi khẽ giật mình, sau đó, hắn liền nhìn đến, giữa không trung, một đạo người mặc hắc bào tuổi trẻ thân ảnh, đạp không mà xuống, tóc dài bay lên. Lục Minh sư huynh. Tô Lôi bật thốt lên mà ra, tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Lục Minh. Sau đó Tô Lôi sắc mặt biến đổi, kêu lên, Lục Minh sư huynh, ngươi nhanh rời đi. Nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lục Minh thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên liền xuất hiện ở Tô Lôi cùng những cái kia đại hán trung gian. Những cái kia đại hán, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới, người cầm đầu hét lớn, tiểu tử, cút ngay. Nói xong, duỗi ra một đầu đại thủ, một thanh hướng về Lục Minh bắt tới. Lục Minh cười nhạt một tiếng, vung tay lên, ở hắn phía trước, tạo thành một mặt chân nguyên tường bích. Đụng, cái kia đại hán bắt ở trên chân nguyên tường bích, liền giống như một cái người bình thường tay, toàn lực bắt cùng một chỗ tấm thép, nhưng lực lượng mạnh hơn, răng rắc một tiếng, đại hán ngón tay trực tiếp làm gãy. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn tốc độ quá nhanh xông về phía trước, nên nguyên một đám một đầu đụng vào chân nguyên tường bích phía trên. Đụng, đụng, đụng. Tràng diện phi thường hùng vĩ, 10 cái đại hán phi hành tốc độ cao, đột nhiên đụng vào chân nguyên tường bích, nguyên một đám đụng hoa mắt váng đầu, ngã trái ngã phải, miệng mũi đổ máu. Có ít người mũi đều đụng gãy. Tô Lôi cùng kia tuổi trẻ nữ tử, trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu, hơn 10 cái đại hán mới kịp phản ứng, cầm đầu một người giống to tiểu tử, đây là chúng ta Tô gia nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, cút nhanh lên. Hắn mặc dù lớn giống, nhưng trong mắt lại mang theo ngưng trọng. Vừa mới Lục Minh ngưng tụ ra chân nguyên tường bích, bọn họ mười mấy người mặc dù cũng không công kích, nhưng thân thể bốn phía, cũng bao trùm lấy chân nguyên cùng lĩnh vực, đâm vào phía trên, chân nguyên tường bích thế mà không nhúc nhích tí nào, ngược lại là bọn họ bản thân, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, cực kỳ chật vật. Các ngươi cùng Tô Lôi sư muội đồng tộc sao? Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía Tô Lôi. Tô Lôi đỏ mặt, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu tử, thấy được chưa, đây là ta Tô gia việc tư, tranh thủ thời gian cút ngay, chúng ta muốn dẫn Tô Lôi về Tô gia. Cầm đầu đại hán quát. Không, không muốn, ta không muốn về Tô gia. Tô Lôi liên tục lắc lắc đầu. Hôm nay, ngươi không trở về cũng phải về, các huynh đệ, cùng một chỗ xuất thủ. Cầm đầu đại hán hét lớn. Lan, Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, bước ra một bước. Oanh, thiên không oanh minh, một cỗ đáng sợ lực lượng, hướng về 10 cái đại hán đánh tới. 10 cái đại hán, mạnh nhất một người, cũng mới võ hoàng bát trọng mà thôi, ở trước mặt Lục Minh, như run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đụng, đụng, 10 cái đại hán, trực tiếp bay ra ngoài, nguyên một đám miệng lớn thổ huyết, nhìn về phía Lục Minh, khiếp sợ không thôi.
Này thanh niên, hào cường thực lực. Tô Lôi, ngươi cho dù có giúp đỡ lại như thế nào? Ngươi chưa quên, mẹ của ngươi hiện tại còn ở Tô gia, ngươi nếu không trở về, mẹ của ngươi liền muốn bởi vì ngươi mà chết. Cầm đầu đại hán hung dữ nói. Tức khắc, Tô Lôi khuôn mặt trắng bạch, nước mắt ở trong con mắt đảo quanh, tùy thời muốn khóc đi ra đồng dạng, nói, các ngươi không muốn tổn thương mẹ ta. Hừ, ngươi tốt nhất tự cân nhắc rõ ràng, chúng ta đi. Đại hán hừ lạnh, sau đó quay người, liền muốn rời đi. Ta nhường các ngươi đi rồi sao? Lục Minh lạnh lùng nói. Này khiến 10 cái đại hán sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Minh sư huynh, để bọn hắn đi thôi, bằng không thì, mẹ ta nàng. Bên cạnh, Tô Lôi lên tiếng. 10 cái đại hán vội vàng bay về phía trước, biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh cũng không truy kích. Tô Lôi sư muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những người kia, cùng ngươi đồng tộc. Lục Minh hỏi. Ta. Tô Lôi trầm ngâm nửa ngày, nói, Lục Minh sư huynh, cũng không cái gì. Chuyện này ta bản thân sẽ xử lý, ngươi chính là đi thôi. Tô Lôi sư muội, ngươi là sợ liên lụy ta đi. Lục Minh trực tiếp hỏi. Cái này khiếp sinh sinh nữ hài, tâm địa rất hiền lành, hơn nữa không có cái gì tâm cơ, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Tô Lôi hai tay xoay cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không có nói. Tiểu thư, này có gì không thể nói, những người kia hèn hạ vô sỉ, vì bản thân, liền muốn hy sinh tiểu thư ngươi, cái gì đồng tộc, ta nhổ vào. Bên cạnh, cái kia cô gái trẻ tuổi khó chịu nói. Này nữ hài, là Tô Lôi nha hoàn, gọi là Tô Trà, tính cách cùng Tô Lôi hoàn toàn tương phản. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia phong mang, nói cô nương, ngươi tới cùng ta nói một chút, là chuyện gì xảy ra. Tốt, tiểu thư tâm tình không nói, ta tới nói, là dạng này. Tô Trà kỳ kỳ hoa hoa nói. Ở nơi này phụ cận, có một tòa đại thành, gọi là Cô Tô Thành. Cô Tô Thành, có tứ đại gia tộc, Tô Lôi xuất thân Tô gia, chính là tứ đại gia tộc một trong. Kỳ thật, ở xa xưa quá khứ, tứ đại gia tộc, kỳ thật đều là cùng một cái gia tộc, đằng sau không biết xảy ra chuyện gì, tứ đại gia tộc nứt ra, phân liệt ra ngoài mấy cái gia tộc, nhao nhao sửa họ, tạo thành bây giờ tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc, có một cái cộng đồng tổ địa, cách mỗi một đoạn thời gian, tứ đại gia tộc đều sẽ phái ra cường giả trẻ tuổi, lẫn nhau tỉ thí, cái nào một nhà thắng, cái nào một nhà, liền có thể phái người tiến vào tổ địa, thu hoạch cơ duyên. Hơn nữa, vẫn là có thể nhờ người ngoài. Mặc kệ cái nào một gia tộc, chỉ cần mời đến là thế hệ trẻ tuổi, đều có thể đại biểu một cái nào đó gia tộc, tham gia tỉ thí. Dù sao, quan hệ, nhân mạch, có khi cũng đại biểu thực lực. Bây giờ, lại đến tứ tộc tỉ thí, tranh đoạt tiến vào tổ địa danh ngạch. Lần này, Tô gia mời tới Thiên Thần Tông mấy cái thiên kiêu, giúp Tô gia dự thi, có Thiên Thần Tông thiên kiêu dự thi, Tô gia, có thể nói nắm vững phần thắng. Nhưng Thiên Thần Tông thiên kiêu, lại có một cái yêu cầu. Bởi vì Thiên Thần Tông thiên kiêu, có một người trúng hỏa liên độc, mà Tô Lôi, chính là huyền âm long thể, Thiên Thần Tông thiên kiêu yêu cầu chính là, muốn để Tô Lôi, cùng cái kia trúng hỏa liên độc người giao hợp, cứ như vậy, huyền âm long thể liền sẽ hóa giải mất đối phương hỏa liên độc. Tô Lôi biết được sau, liền chạy ra, mới có Tô gia 10 cái đại hán đuổi bắt một chuyện. Nhưng không nghĩ đến, đối phương như vậy hèn hạ, thế mà cầm Tô Lôi mẫu thân uy hiếp bọn họ. Nguyên lai như thế, Lục Minh trong mắt, phong mang càng lạnh hơn. Có người địa phương, thì có giang hồ. Tu hành giả, vì lợi ích, tranh đoạt không ngừng, dạng này sự tình, ở rộng lớn nguyên lục, mỗi ngày đều đang trình diễn. Không có thực lực, liền chính mình vận mệnh, đều quyết định không được. Những người khác, chuyện khác, Lục Minh không quản được, cũng sẽ không đi quản. Nhưng chuyện này, tất nhiên bị hắn đụng phải, hơn nữa còn là đã từng đã giúp hắn Tô Lôi, hắn liền muốn quản một chút. Tô Lôi sư muội, đi thôi. Ta bồi ngươi cùng một chỗ, về Tô gia. Lục Minh nói. Tô Lôi liên tục lắc lắc đầu, nói, Lục Minh sư huynh, đây là ta sự tình, ta không thể liên lụy ngươi, ta sẽ trở về cứu mụ mụ. Ngươi bản thân trở về, đáp ứng điều kiện bọn họ sao? Lục Minh nói. Tô Lôi trầm mặc xuống, nước mắt lại ở trong hốc mắt đảo quanh, lộ ra cô độc bất lực. Lấy nàng tu vi, trở về lại có thể như thế nào, chỉ có đáp ứng đối phương điều kiện, mới có thể cứu nàng mẫu thân. Đi, ta với ngươi cùng một chỗ, về Tô gia, Tô Trà, ngươi dẫn đường. Lục Minh phi thường trực tiếp, kéo một phát Tô Lôi tay nhỏ, đạp không mà đi. Tốt, Tô Trà gật đầu, đi đầu bay tới đằng trước. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể liều một thanh. Lục Minh, gọi Tô Lôi là sư muội,
hẳn là Long Thần Cốc đệ tử à? Có lẽ, Lục Minh rất mạnh đây. Lục Minh sư huynh, Tô gia, thế nhưng là có một tôn thánh giả tỏa chấn. Tô Lôi bị Lục Minh lôi kéo tay nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong miệng vẫn như cũ nói, tràn đầy lo lắng. Hắn mặc dù biết rõ Lục Minh rất lợi hại, mấy năm trước liền rất lợi hại, nhưng so với những cái kia bán thánh, thậm chí thánh giả, Lục Minh khẳng định không địch lại a. Ha ha, thánh giả lại thế nào, như thường một cái tát chết, Tô Lôi sư muội, ngươi khi đó đã giúp ta, nhân tình này ta còn chưa trả đây. Bỏ lỡ một lần này cơ hội, về sau làm sao trả lại ngươi nhân tình, chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp? Ha ha ha. Lục Minh cười ha ha, Tô Lôi lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bất quá đi qua Lục Minh một phen nói đùa, Tô Lôi tâm tình cũng tốt rất nhiều, mặc Lục Minh lôi kéo, hướng về Cô Tô Thành bay đi. Cô Tô Thành rất lớn, ở Thương Châu, cũng là rất có nổi danh đại thành. Nội thành tứ đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc, đều có thánh giả tọa chấn, ở phụ cận một vùng, có thể nói thực lực ngập trời. Hơn nữa, tứ đại gia tộc, cùng Thương Châu đỉnh cấp thế lực, cũng có rắc rối khó gỡ liên hệ, mỗi khi có thiên tài sinh ra, đều sẽ đưa vào 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực bên trong tu luyện. Tựa như Tô Lôi, liền được đưa vào Long Thần Cốc tu luyện, đến sắp tứ tộc tỷ thí thời điểm, mới trở về Tô gia, không nghĩ đến, sẽ phát sinh một màn này. Không lâu, cô Tô Thành liền đến, ba người đi thẳng tới một phiến to lớn cung điện phía trước. Nơi này, chính là Tô gia. Tô Lôi trở về. Giữ cửa mấy cái đại hán, nhìn thấy Tô Lôi sau, con mắt sáng lên, trong đó mấy người thân hình chớp động, đem ba người đường lui ngăn chặn, tựa hồ sợ bọn họ đào tẩu một dạng. Trong đó một người, chạy vội hướng cung điện bên trong, bẩm báo đi. Đi. Lục Minh buông lỏng ra Tô Lôi tay nhỏ, đi đầu dậm chân, đi vào Tô gia, Tô Lôi cùng Tô Trà cùng lên. Đi vào đại môn, đi qua một đầu dài hành lang, liền là một tòa phạm vi cực lớn viện tử. Bọn họ mới vừa bước vào viện tử thời điểm, tiếng xé gió không ngừng vang lên, Tô gia trong cung điện, không ngừng có bóng người lấp lóe mà đến, bay rơi ở trong viện tử, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Tô Lôi cùng Tô Trà khuôn mặt nhỏ, không khỏi trắng nhợt. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn. Tô Lôi, ta liền biết rõ, ngươi sẽ trở về. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tiếp theo, có mấy đạo thân ảnh, đi tới sân nhỏ. Đi ở phía trước nhất, là một người mặc thanh bào trung niên nam tử, đứng chắp tay, tản mát ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Thanh bào trung niên bên cạnh, đứng ở một cái tuổi trẻ nữ tử, dài coi như xinh đẹp, lúc này một mặt cười lạnh, dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lôi, vừa mới thanh âm, chính là nàng phát ra. Kia chính là Tô gia gia chủ, cái kia nữ, liền là Tô gia gia chủ nữ nhi, Tô Cầm, người này xà hạt tâm địa, thiên thần tông thiên kiêu, chính là nàng mang đến. Tô trả cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, trong mắt lộ ra tinh quang, dò xét Tô gia gia chủ. Bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể sao? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tô gia gia chủ tu vi, là bán thánh đệ tam giai đoạn. Bất quá, Tô gia gia chủ, nhiều nhất chỉ là hạ đẳng địa linh thể, cho dù là pháp tắc đệ tam giai đoạn, ở trong mắt Lục Minh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Về phần Tô Cầm, tu vi càng kém, cũng chỉ có võ hoàng lục trọng mà thôi. Tô gia gia chủ ánh mắt, cũng rơi vào Lục Minh trên người, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì, hắn thế mà nhìn không ra, Lục Minh tu vi cảnh giới. Bất quá, hắn lông mày, rất nhanh liền buông lỏng ra. Lục Minh hẳn là tu luyện cái gì ẩn nặc thuật mà thôi, tất nhiên cùng Tô Lôi đi ở cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng không có nhiều tu vi cao, không cần lo ngại. Gia chủ, ta mộ mộ đây, mau thả mẹ ta, việc này không có quan hệ gì với nàng. Tất nhiên đến nơi này, Tô Lôi cũng không thèm đếm xỉa, dậm chân hướng về phía trước, trực diện Tô gia gia chủ. Tô Lôi, ngươi cấp bách cái gì, chờ ngươi giúp Trịnh Phi hiểu rõ Hỏa Liên độc sau đó, tự nhiên sẽ thả ngươi mộ mộ. Tô gia gia chủ chi nữ, Tô Cầm cười lạnh nói. Không được, ta muốn trước nhìn thấy mẹ ta. Tô Lôi cắn răng nói. Tô Lôi, hiện tại, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, hơn nữa, có thể cùng thiên thần tông thiên kiêu được cá nước thân mật, đây là ngươi vinh hạnh, nói không chừng đối phương qua đi coi trọng ngươi, cho ngươi một cái danh phận, đó là, ngươi liền một bước lên mây. Tô Cầm nói. Ta không muốn, ta liền muốn nhìn thấy mẹ ta. Nói xong, Tô Lôi trong tay, liền xuất hiện một cây chùy thủ, đối với mình trái tim, nói, hôm nay nếu không gặp được mẹ ta, ta cùng lắm thì chết, các ngươi mơ tưởng toại nguyện. Ngươi dám? Tô Cầm sắc mặt biến đổi, thét to.
Tô gia gia chủ, sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ đến Tô Lôi như thế cương liệt. Lục Minh thần sắc không động, hắn cùng với Tô Lôi cự ly rất gần, Tô Lôi nếu thật tự sát mà nói, hắn có mấy chục loại biện pháp cứu Tô Lôi, nên, hắn không cần lo lắng, trước nhìn thấy Tô Lôi mẫu thân lại nói. Có cái gì không dám, mẹ ta nếu có sự tình, các ngươi chỉ có thể lấy được ta thi thể. Tô Lôi cường ngạnh nói, trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Đi mang nàng mộ mộ đến. Lúc này, Tô gia gia chủ phân phó. Nếu là Tô Lôi chết rồi, liền mất đi tác dụng, đến lúc đó, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu nói không chừng giận dữ phía dưới, liền rời đi, bọn họ không thể không cố kỵ. Là, có người hướng về sau mặt cung điện mà đi. Không lâu, có người mang theo một cái trung niên phụ nữ đi tới nơi đây. Lôi Nhi, ngươi làm sao trở về, đi mau a, không cần quản ta. Trung niên phụ nữ vừa nhìn thấy Tô Lôi, sắc mặt đại biến kêu lên. Im miệng. Tô Cầm trách mắng. Thả ta mụ mụ tới. Tô Lôi kêu lên. Tô gia gia chủ vung tay lên, người kia liền thả ra Tô Lôi mẫu thân. Dù sao nơi này là Tô gia, Lục Minh bọn họ đã bị Tô gia cao thủ bao bọc vây quanh, chắp cánh khó thoát. Trung niên phụ nữ chạy tới, cùng Tô Lôi ôm cùng một chỗ. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Tô Lôi thu hồi chủy thủ, dò xét trung niên phụ nữ. Lôi Nhi, ngươi làm gì trở về a? Ngươi đều chạy đi ra, ngươi chỉ cần trở lại Long Thần Cốc, bọn họ không làm gì được ngươi. Trung niên phụ nữ, một mặt buồn bã nói. Mụ mụ, Lôi Nhi không thể ném ngươi. Tô Lôi nói. Lôi Nhi. Trung niên phụ nữ nước mắt không ngừng chảy xuống, bỗng nhiên hướng về Tô gia gia chủ chạy đi, bịt quỳ xuống, cầu tình đạo, gia chủ, van cầu ngươi, buông tha Lôi Nhi a. Lôi Nhi nói thế nào, cũng là Tô gia dòng chính, cầu ngươi buông tha nàng a. Tô Lôi nhất mạch, vốn là Tô gia dòng chính, vẫn là rất có địa vị, nhưng Tô Lôi phụ thân, gia gia trước sau chết trận sau đó, bọn họ mạch này địa vị, liền rớt xuống ngàn trượng. Ngươi đứng dậy a, ngươi cũng đã nói, Tô Lôi là Tô gia dòng chính, ta để cho nàng làm như thế, hoàn toàn là vì Tô gia, nếu là Tô gia dòng chính, vì gia tộc, hy sinh từng chút một, lại coi như được cái gì. Hơn nữa, cũng không phải muốn nàng mệnh, ta đây là cho nàng cơ hội, đối phương thế nhưng là Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Tô gia gia chủ mở miệng, lạnh lùng vô cùng. Nhưng, kể từ đó, nếu là đối phương không muốn Lôi Nhi, Lôi Nhi liền hủy a, gia chủ, van cầu ngươi, liền buông tha Lôi Nhi a. Tô Lôi mẫu thân, tiếp tục cầu tình. Hôm nay, ngươi cầu người nào đều không hữu dụng. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau đó, ba đạo thân ảnh, bước vào sân nhỏ. Ba cái thanh niên, người mặc bạch bào, xem xét, liền biết là Thiên Thần Tông đệ tử. Trong đó một người, sắc mặt đỏ lên, giống như thể nội có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Người này, hẳn là kia chúng hỏa liên độc Trịnh Phi. Ba người sải bước hướng về phía trước, Trịnh Phi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lôi, kêu lên các ngươi, còn không mau cầm xuống cái này nha đầu, nhường hắn giúp ta hóa giải hỏa độc, còn không nhanh một chút. Thân chúng hỏa độc, lúc nào cũng bị hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, đau nhức cực khổ chịu, Trịnh Phi hận không thể lập tức liền cùng Tô Lôi giao hợp. Không sai. Một điểm việc nhỏ, đều hết kéo lại kéo, nếu ta sư đệ có chuyện gì, đừng muốn cho chúng ta giúp ngươi Tô gia, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đi mặt khác ba cái gia tộc, nhìn các ngươi Tô gia làm sao được đệ nhất. Một cái khác Thiên Thần Tông Thiên Kiêu lạnh lùng mở miệng. Tô gia gia chủ cùng Tô Cầm sắc mặt đại biến, nếu là Thiên Thần Tông Thiên Kiêu giận dữ phía dưới, đi giúp mặt khác ba cái gia tộc, vậy bọn hắn Tô gia, liền không có cơ hội. Tô Lôi, ngươi một cái tiện nhân. Còn không mau mang theo Trịnh Phi sư huynh xuống dưới, đi phục thị hắn, nếu là làm trễ nải đại sự, không những là ngươi, các ngươi đều phải chết. Tô Cầm hét dầm lên. Tô Cầm, bái nhập tông môn, chính là Thiên Thần Tông, nhưng nàng ở Thiên Thần Tông, chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi, thật vất vả thỉnh động mấy cái thiên kiêu nhân vật đến giúp Tô ra, nàng cũng không muốn bị Tô Lôi hỏng chuyện tốt. Tô Cầm, đừng cho là chúng ta không biết ngươi ý tưởng, ngươi tự tư tự lợi, đến lúc đó Tô ra lấy được đệ nhất, tiến vào tổ địa. Nhất định là ngươi đi vào, ngươi làm tiến vào tổ địa, liền muốn hy sinh tiểu thư, dụng tâm thực sự là ác độc. Tô trả lại cũng không nhịn được, kêu to lên. Lớn mật, ngươi một cái ti tiện nha hoàn, dám như thế đối ta nói chuyện, vả miệng. Tô Cầm sắc mặt âm lãnh, thân hình khẽ động, liền hướng Tô trả vọt tới, một bàn tay, liền muốn hướng về Tô trả vỗ qua. Tô Cầm tu vi, là võ hoàng lục trọng, Tô trả mặc dù có chút tu vi, nhưng bất quá là võ hoàng nhị trọng. Căn bản tránh không khỏi. Dừng tay. Ngay ở Lục Minh vừa muốn động thủ thời điểm, Tô Lôi liền xông ra ngoài,
Cùng Tô Cầm chạm nhau một chưởng, nhưng Tô Cầm liên tục lui lại. Tô Lôi tu vi, cùng Tô Cầm không sai biệt lắm, nhưng Tô Lôi linh thể, so Tô Lôi mạnh hơn nhiều, là trung đẳng địa linh thể, chiến lực xa xa cao hơn Tô Cầm. Tô Lôi, ngươi dám ngăn ta? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không có lựa chọn, tất cả những thứ này, đều là vì Tô gia. Tô Cầm thét lên. Không có lựa chọn, làm sao lại thế? Lúc này, vẫn không có mở miệng Lục Minh, rốt cục mở miệng. Những người khác ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tô Cầm ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh cười một tiếng, ở trong tay hắn, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cây trường thương. Hiu! Lục Minh tay hất lên, trường thương như thiểm điện, hướng về Trịnh Phi Điện xạ mà đi. Một màn này, thực sự quá đột nhiên, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Lục Minh sẽ đột nhiên đối Trịnh Phi hạ sát thủ. Phốc! Trường thương trực tiếp từ Trịnh Phi đan điền xuyên thủng mà qua, tan vỡ Trịnh Phi linh thần, đem Trịnh Phi đinh trên mặt đất. Trịnh Phi hai mắt, trừng tròn vo, toàn bộ đều là không thể tư nghị. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Sau đó, Trịnh Phi trong mắt quang mang ảm đạm đi, không có mảy may sinh cơ. Toàn trường, một phiến yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đơn giản coi chính mình đang nằm mơ. Ngươi, ngươi! Tô Cầm, nâng lên tay, run rẩy, chỉ Lục Minh, nửa ngày không nói ra được một câu. Trước đó, Lục Minh một mực đứng ở nơi đó, một câu đều không nói, Tô Cầm đều muốn đem Lục Minh không để ý đến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh sẽ đột nhiên xuất thủ, một kích giết Trịnh Phi. Hiện tại, không cần lựa chọn, hắn đã là một cái người chết. Lục Minh thản nhiên nói. A, ngươi dám giết Trịnh Phi sư huynh, ngươi tự tìm cái chết, ngươi tự tìm cái chết. Tô Cầm cuồng loạn hét dầm lên, Trịnh Phi chết, nàng kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng. Tiểu tử, tự tìm cái chết, giết. Còn lại hai cái thiên thần tông đệ tử, tức khắc nổi giận, trên người, tràn ngập ra võ hoàng cửu trọng khí tức. Thánh quang tràn ngập, hai cái thiên thần tông thiên kiêu, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh một vung tay, hai cây trường thương ngưng tụ mà ra, hướng về hai cái thiên thần tông thiên kiêu xuyên tới. Hai cái thiên thần tông thiên kiêu công kích và phòng ngự, ở Lục Minh trường thương phía dưới, không chịu nổi một kích, nhao nhao băng diệt. Phốc, phốc, hai cây trường thương, phân biệt từ hai người đan điền đâm vào, đem hai người linh thần kích diệt, giống như trước đó Trịnh Phi đồng dạng, bị đinh chết ở trên mặt đất. Một kích tất sát, hai cái võ hoàng cửu trọng thiên thần tông thiên kiêu, ở trước mặt Lục Minh, không chịu nổi một kích. Lớn mật, ngươi dám giết thiên thần tông thiên kiêu, lên trời xuống đất, thiên thần tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô gia gia chủ giống to, một thân bán thánh đệ tam giai đoạn khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Nhưng Lục Minh bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền góc áo đều không có phiêu động một cái. Đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi dám giết thiên thần tông sư huynh. Tô Cầm cũng điên cuồng giống to, nàng lần này kế hoạch, hao hết tâm tư mưu đồ, hoàn toàn tan vỡ. Chớ quên, thiên thần tông thiên kiêu, là chết ở các ngươi Tô gia, nếu là thiên thần tông người biết rõ, ai biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Một câu, nhường Tô Cầm, Tô gia gia chủ, còn có mặt khác Tô gia người hầm hầm biến sắc. Không sai, thiên thần tông thiên kiêu, thế nhưng là chết ở Tô gia, nếu là thiên thần tông biết rõ, ai biết có thể hay không liên lụy Tô gia. Đến lúc đó thiên thần tông giận dữ, Tô gia tuyệt đối phải hủy diệt. Đáng chết. Tô gia gia chủ, Tô Cầm đám người, đơn giản muốn chọc giận thổ huyết. Chuyện này, bọn họ không những không thể nói ra, còn muốn giấu giếm lại, giúp Lục Minh giấu giếm. Chuyện này, các ngươi muốn đền mạng, các ngươi đều phải chết. Tô Cầm thét lên, có chút cuồng loạn. Nàng hao tốn trọng yếu đại giới, mới mời đến ba vị thiên thần tông thiên kiêu hỗ trợ, mục đích chính là vì Tô gia lấy được thắng lợi. Nàng có thể tiến vào tổ địa, thu hoạch cơ duyên. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều phao thang, bị Lục Minh phá hư. Nàng hận Tô Lôi vì cái gì không ngoan ngoãn đáp ứng, hận Lục Minh sao lại muốn nhúng tay. Giết, giết bọn hắn cho ta. Tô Cầm kêu to, hạ đạt mệnh lệnh. Giết, giết. Viện tử bốn phía, những cái kia Tô gia cao thủ, nhao nhao đánh về phía Lục Minh, Tô Lôi bọn họ. Những cái này Tô gia cao thủ, đều là cao giai võ hoàng. Thậm chí có mấy người, là bán thánh tồn tại. Lan. Lục Minh trong mắt, bắn ra phong mang, hét lớn một tiếng. Một tiếng này hét lớn, Lục Minh không những dùng ra thần kiếm quyết, ở sóng âm, còn ẩn chứa đáng sợ chân nguyên. Những cái kia vồ giết hướng Lục Minh bọn họ Tô gia cao thủ, nhao nhao kêu thảm,
Sau đó thân thể giống như bị đại trùy đánh trúng, lấy so đập ra càng nhanh tốc độ, ngược lại lui trở về, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tại sao có thể như vậy? Tô Cầm, còn có mấy cái khác không có người xuất thủ, mở to hai mắt nhìn, đơn giản khó có thể tin. Lục Minh đây cũng quá kinh khủng, một tiếng hét lớn, mười mấy cái Tô gia cường giả, bao quát mấy cái bán thánh cường giả, toàn bộ thổ huyết rút lui, đây là tu vi gì? Cái dạng gì chiến lực? Tô Lôi, Tô Trà, Tô Lôi mẫu thân, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Lục Minh sư huynh, lại mạnh lên. Tô Lôi nói nhỏ. Một năm rưỡi trước kia, Lục Minh tu vi mặc dù mạnh, nhưng là không có như thế khoa trương, nhưng bây giờ, đơn giản sâu không lường được. Vù. Lục Minh ánh mắt như điện, nhìn về phía Tô Cầm, bàn tay hơi nắm, Tô Cầm thét lên một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng về Lục Minh bay tới, bị Lục Minh một tay chế trụ cổ, xách ở không trung. Cha, cha, cứu ta. Tô Cầm kinh khủng vô cùng kêu to. Buông nàng ra. Tô gia gia chủ giống to, một thân tu vi, toàn lực bộc phát, phong chi pháp tắc ngưng tụ, đem Lục Minh bao phủ. Ngươi cân nhắc rõ ràng sao, thật muốn cùng ta một trận chiến. Lục Minh nhìn về phía Tô gia gia chủ. Oanh. Tiếp theo, Lục Minh trên người, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, đáng sợ hỗn độn pháp tắc tràn ngập mà ra, hướng về Tô gia gia chủ ép đi. Tô gia gia chủ như bị sét đánh, thân thể run lên, không khỏi liên tục lui lại, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chênh lệch quá lớn, Lục Minh ở trong mắt Tô gia gia chủ, giống như biến thành một đầu hồng hoang cự thú, không thể chiến thắng. Tô gia gia chủ trong lòng khiếp sợ không thôi, tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên, Tô gia gia chủ thu hồi khí tức, thế mà hướng về Lục Minh ôm quyền một xá, nói, vị công tử này, đúng là khoáng thế thiên kiêu, trước đó Tô mỗ có mắt không tròng, xin hãy tha lỗi. Cái này cử động, ngay cả Lục Minh, cũng là sững sờ. Tô gia gia chủ, không hổ là nhất tộc chi trưởng, biết rõ xem xét thời thế đạo lý. Chuyện hôm nay, coi như không có phát sinh qua, ba cái này thiên thần tông người, cũng chưa bao giờ xuất hiện ở Tô gia, Tô Lôi, về sau ở Tô gia địa vị, giống như Cầm Nhi. Tô gia gia chủ, tiếp tục mở miệng, đây là muốn tận lực hòa hoãn cùng Lục Minh, Tô Lôi quan hệ. Ha ha, trở mặt ngược lại là biến rất nhanh, lan đi. Lục Minh một cái tát ra, phiến ở Tô Cầm trên mặt, đem Tô Cầm đập bay ra ngoài. A, ngươi dám đánh ta, cha, giết bọn họ, giết bọn họ. Tô Cầm cuồng loạn thét lên. Im miệng. Tô gia gia chủ trách mắng, nhưng Tô Cầm ngậm miệng lại. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nếu là ở bên ngoài, nàng trực tiếp một cái tát chết Tô Cầm. Nhưng này dù sao là Tô Lôi gia tộc, nàng còn có tộc nhân ở Tô gia, hắn cũng không thể làm quá mức, chỉ cần đứng lập uy liền có thể. Công tử, không biết ngươi làm sao xưng hô. Tô gia gia chủ trên mặt lộ ra tiếu dung, ôm quyền khách khí nói. Lục Minh nhìn Tô gia gia chủ, nhàn nhạt phun ra hai chữ Lục Minh. Nguyên lai là Lục huynh đệ. Chờ, ngươi kêu Lục Minh, Long thần cốc Lục Minh. Tô gia gia chủ kinh hô, một mặt kinh ngạc. Ba năm trước đó, Lục Minh cùng thần tử ước chiến, sớm đã truyền khắp Thương Châu các nơi, một chút lớn một điểm thế lực, đều nghe qua Lục Minh tên. Mà Tô Cầm, còn có Tô gia mặt khác cao thủ, cũng là chấn kinh trừng mắt to. Nguyên lai người này liền là Lục Minh cũng đã cường đại như vậy sao? Nếu như Long Thần Cốc không có cái thứ hai Lục Minh, kia chính là ta. Lục Minh thản nhiên nói. Nguyên lai là Lục Minh huynh đệ, ta thực sự là có mắt không tròng, chân long ngay ở trước mắt, lại không có nhận ra, Lục Minh huynh đệ, Tô mỗ có một cái yêu cầu quá đáng. Tô gia gia chủ cười một tiếng. Trực tiếp cùng Lục Minh xưng huynh đạo đệ, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi còn cùng Lục Minh dương cung bạt kiếm đây. Chuyện gì? Lục Minh nói. Tô mỗ muốn mời Lục Minh huynh đệ, đại biểu Tô gia, tham gia tứ đại gia tộc tỷ thí, chỉ cần Lục Minh huynh đệ đáp ứng, bất kỳ điều kiện gì, đều có thể xách. Tô gia gia chủ nói. Lục Minh sững sờ, không nghĩ đến Tô gia gia chủ, thế mà lại mời hắn vì Tô gia xuất chiến, có chút vượt quá Lục Minh ý liệu. Tô Cầm con mắt. Cũng là sáng lên, nếu là Lục Minh xuất thủ, Tô gia liền thắng chắc. Muốn ta xuất thủ, cũng không phải không thể, nhưng ta có hai điều kiện. Lục Minh nói. Lục Minh huynh đệ cứ việc nói. Tô gia gia chủ tâm lý vui, vội vàng nói. Đệ nhất, về sau Tô Lôi cùng nàng thân nhân ở Tô gia, ta không muốn nghe được có bất luận kẻ nào khi nhục bọn họ. Lục Minh nói. Điểm này yên tâm, về sau Tô Lôi cùng nàng thân nhân, tộc nhân, ở Tô gia có người dám khi nhục bọn họ. Lão phu định sẽ không dễ dàng tha thứ, vô luận là người nào.
Tô gia gia chủ sảng khoái đáp ứng. Điều kiện thứ hai, ta giúp Tô gia thu hoạch được đệ nhất, tiến vào tổ địa người, nhất định phải là Tô Lôi. Lục Minh nói. Không có khả năng, điểm này không có khả năng. Tô Cầm kêu to lên. Nhưng Tô Lôi tiến vào tổ địa, liền cùng nàng không quan hệ rồi, nàng tự nhiên không đồng ý. Tô gia gia chủ lông mày, cũng nhíu lại, hắn nghĩ mời Lục Minh hỗ trợ, càng nhiều cũng là vì Tô Cầm mà thôi. Tô gia gia chủ, sắc mặt biến ảo chập chờn, trong lúc nhất thời không có trả lời. Làm sao, điều kiện này, rất khó đáp ứng sao? Lục Minh đạm mạc mở miệng. Lục Minh huynh đệ, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Tô gia gia chủ nói. Không cần đổi, lão phu đáp ứng. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm vang lên, Tô gia cung điện chỗ sâu, một cái tóc tuyết bạch lão giả, đạp không mà đến. Thánh giả. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Này lão giả, là một vị thánh giả, bất quá, chỉ là minh thánh tiểu thành mà thôi. Lão tổ. Nhìn thấy này lão giả, Tô gia gia chủ vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến lão tổ. Tô Cầm, Tô gia những người khác, bao quát Tô Lôi, Tô Trà, Tô Lôi mẫu thân, đều cung kính hành lễ. Này lão giả, liền là Tô gia trụ cột, Tô gia duy nhất một vị thánh giả. Vừa mới Lục Minh tiểu huynh đệ điều kiện, lão phu đáp ứng, Tô gia thắng lợi sau đó, nhưng Tô Lôi tiểu nha đầu tiến vào tổ địa, nàng cũng là Tô gia dòng chính, như có thể thu hoạch được tổ địa cơ duyên, cũng là ta Tô gia may mắn. Tô gia thánh cảnh lão tổ mở miệng. Là, lão tổ. Tô gia gia chủ vội vàng gật đầu, không dám vi phạm. Tô Cầm cực kỳ không cam lòng, nhưng Tô gia lão tổ mở miệng, nàng cũng không dám nhiều lời một câu, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Còn có, đừng thừa dịp lão phu bế quan, ngươi cái này gia chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi là Tô gia gia chủ, chính là toàn bộ Tô gia suy nghĩ, mà không phải vì ngươi con cái suy nghĩ, nếu là như thế, ngươi cái này gia chủ, cũng không cần làm. Tô gia lão tổ, tiếp tục mở miệng. Tô gia gia chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh sợ quỳ gối, nói, lão tổ thứ tội, ta về sau lại cũng không dám. Võ đạo thế giới, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Ở Tô gia, thánh giả, liền là thiên, một lời nhưng quyết gia chủ chi vị. Ở Tô gia lão tổ trước mặt, Tô gia gia chủ liền cái rắm đều không dám thả một cái. Cái này nha đầu thiên phú rất tốt, sau này làm trọng điểm bồi dưỡng, thánh cảnh đều có thể, rõ chưa? Tô gia lão tổ nhìn về phía Tô Lôi, lộ ra hòa ái tiếu dung, sau đó, nhìn về phía Tô gia gia chủ thời điểm, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Hắn hàng năm bế quan, có khi một bế quan, liền là mấy chục năm, nên đối Tô gia sự tình, rất ít hỏi đến, nếu như lần này không phải là bị Lục Minh khí tức kinh động, mới kết thúc bế quan, suýt nữa liền muốn mất đi Tô Lôi dạng này một cái thiên kiêu. Tô Lôi thiên phú, hoàn toàn có trùng kích thánh giả hy vọng, một cái gia tộc, muốn sinh ra dạng này một cái thiên tài. Biết bao khó khăn, Tô gia gia chủ ngược lại tốt, lại muốn hy sinh Tô Lôi, vì hắn nữ nhi đổi cơ duyên. Tô gia lão tổ trong lòng lóe qua lửa giận, hắn âm thầm kế hoạch, nhìn đến đằng sau phải thật tốt chỉnh đốn một cái Tô gia. Lục Minh tiểu huynh đệ, mời, lão phu liền sai người khui rượu yến, lấy cảm tạ Lục Minh tiểu huynh đệ xuất thủ, vì ta Tô gia, bảo vệ một cái thiên kiêu. Tô gia lão tổ nhìn về phía Lục Minh, khách khí nói. Khách khí, mời. Lục Minh mỉm cười, sau đó cùng Tô Lôi mấy người, bước vào Tô gia chỗ sâu. Về phần thiên thần tông mấy cái thiên kiêu, tự nhiên có người xử lý, hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh, nếu là có người tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Tiệc rượu qua đi, Lục Minh liền tạm thời ở Tô gia ở lại. Tứ gia tỉ thí, ở 7 ngày sau bắt đầu, dù sao hiện tại cự ly làm bảo đại hội, còn có chút thời gian, Lục Minh cũng không gấp, thuận tiện giúp Tô Lôi cái này tâm địa thiện lương tiểu cô nương một thanh. 7 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Cô Tô Thành tứ đại gia tộc tỉ thí, chính là bắt đầu, địa điểm, liền ở Cô Tô Thành trung tâm, một khối quảng trường khổng lồ phía trên. Ở trong sân rộng, đã sớm tu kiến hảo một tòa to lớn chiến đài. Một ngày này, quảng trường bốn phía, người đông nghìn nghịt. Cô Tô Thành tứ đại gia tộc tỉ thí, là Cô Tô Thành khó được thịnh hội, Cô Tô Thành võ giả, tự nhiên chen chúc hội tụ. Quảng trường bốn cái phương hướng, phân biệt xây dựng một chút khán đài. Lục Minh cùng Tô gia người, hạ xuống ở phía đông khán đài phía trên. Sau đó, mặt khác ba đại gia tộc người, phân biệt hạ xuống ở cái khác ba tòa khán đài phía trên. Không lâu sau đó, tỉ thí chính thức bắt đầu. Tỉ thí quy tắc, rất đơn giản, mỗi một cái gia tộc, phái 6 cái cường giả trẻ tuổi, cùng một chỗ bước vào chiến đài, tiến hành đoàn đội chiến, cuối cùng cái nào gia tộc còn có người lưu ở trên chiến đài, liền là cái nào gia tộc chiến thắng.
Tô ra bên này, bao quát Lục Minh, cũng tuyển 6 cái thanh niên, Tô Lôi cũng là một trong số đó. Mặt khác mạnh nhất, ngoại trừ Lục Minh, tu vi cao nhất, cũng mới võ hoàng thất trọng. Ở dưới trước, Tô ra, đều sẽ mời một chút ngoại viện, nhưng lần này, có Lục Minh, Tô ra tự nhiên không cần mời ngoại viện. Vù, vù, vù. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người xông lên chiến đài. Mỗi một cái phương hướng, vừa vặn 6 người. Những người khác nhảy lên phía trên chiến đài, liền lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Sau đó, thế nhưng là có một trận hỗn chiến, tự nhiên muốn quan sát tốt địch nhân, mới biết được như thế nào chiến. Ha ha, Tô Kỳ, các ngươi Tô gia, lần này thế mà không có ngoại viện. Không đúng, chỉ có một cái ngoại viện, chẳng lẽ cũng đã từ bỏ lần này tỉ thí. Một đạo tiếng cười to vang lên, ở phía nam phương hướng, một cái trung niên cười lạnh nhìn về phía Tô gia gia chủ. Ngoại trừ kia một người, mặt khác tu vi cao nhất mới võ hoàng thất trọng, nhìn đến Tô gia là thật từ bỏ, vậy trước tiên đào thải Tô gia, chúng ta ba nhà nhất quyết thắng bại. Phía tây phương hướng, cũng vang lên một đạo thanh âm. Mấy cái này mở miệng người, đều là mặt khác ba đại gia tộc gia chủ. Cùng Tô gia gia chủ một dạng, đều là bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể tu vi, Tô Lôi đám người tu vi, bị bọn họ linh thức quét qua, tự nhiên thấy rõ ràng. Chỉ có một người ngoại lệ, bên kia là Lục Minh. Lục Minh thi triển huyễn tức thuật, bọn họ căn bản nhìn không rõ Lục Minh tu vi, nhưng là không có quá để ý, bọn họ không tin, Lục Minh mạnh bao nhiêu tu vi. Chờ một chút, có các ngươi khóc. Tô gia gia tộc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không nói lời nào. Hiện tại nhiều lời vô ích, chờ một chút, liền muốn để bọn hắn biết rõ Tô gia lợi hại. Gia chủ lên tiếng, trước giải quyết Tô gia. Trên chiến đài, phía nam 6 người kia có người cười lạnh, nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Ta cũng cảm thấy, tứ phương người, quá phức tạp, trước giải quyết một phương yếu nhất. Phía tây 6 người kia, cũng có người cười lạnh nói. Sau đó, kia tam phương người, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bọn họ bước bách mà đi, cường đại khí tức, từng cái nở rộ. Thuần một sắc cao giai võ hoàng, mỗi một phương, đều có mấy cái võ hoàng cửu trọng tồn tại. Tô gia 6 người, ngoại trừ Tô Lôi, những người khác sắc mặt trắng bệch lên. 7 ngày phía trước. Lục Minh ở Tô gia đại phát thần uy, chỉ là Tô gia một chút cao tầng, một chút tương đối mạnh người tham gia, những người tuổi trẻ này, cũng không có tham dự, tự nhiên không biết Lục Minh lợi hại. Làm sao bây giờ? Có một cái thanh niên trên mặt bốc lên ra mồ hôi lạnh, mặt khác ba đại gia tộc đều có ngoại viện, mỗi một nhà thực lực, đều so bọn họ mạnh hơn nhiều, lại càng không cần phải nói ba nhà liên thủ, không cần chiến cũng biết rõ kết quả. Giải quyết không được sao? Lục Minh cười một tiếng. Dậm chân hướng về chiến đài trung ương đi đến. Ngươi không muốn sống nữa, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Tô gia thanh niên chân tay luống cuống. Ta nghĩ, chúng ta nhìn xem là được rồi. Tô Lôi rụt rè nói. Tô gia mặt khác 4 cái thanh niên choáng váng. Nhìn xem, có ý tứ gì? Mặt khác 3 nhà thanh niên cao thủ, ánh mắt cũng rơi vào Lục Minh trên người. Tô gia đây là có ý tứ gì? Nhường một người đi trình diện trung ương, 5 người khác ở chiến đài biên giới quan sát, đây là cái gì chiến thuật? Chẳng lẽ muốn cho Lục Minh một người đối phó bọn hắn tam phương? Lúc này, mặt khác ba đại gia tộc gia chủ, cũng nhíu mày. Lục Minh tu vi, bọn họ nhìn không thấu, suy đoán Lục Minh là tu luyện kỳ diệu ẩn nặc thuật, lúc đầu coi là Lục Minh tu vi có mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đi nơi nào, nhưng bây giờ nhìn đến, không thích hợp a. Bọn họ trong lòng, có không tốt cảm giác? Đặc biệt là nhìn thấy Tô gia gia chủ kia một bộ khí định thần nhàn biểu lộ, liền càng thêm cảm giác không đúng. Các ngươi, cùng một chỗ ra tay đi. Lục Minh đứng ở chiến đài trung ương, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, để cho chúng ta cùng một chỗ xuất thủ? Tiểu tử này, thật là cuồng vọng. Xác thực cuồng vọng, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như bán thánh, chúng ta còn không sợ, hắn chẳng lẽ còn là một tôn bán thánh hay sao? Như thế tuổi trẻ bán thánh, chỉ có 13 cái đỉnh cấp tông môn mới có, hơn nữa số lượng cực ít, bây giờ định bảo đại hội muốn bắt đầu, những cái kia cao thủ, đều ở chuẩn bị định bảo đại hội, sao lại đến tham gia mấy cái tiểu gia tộc tỷ thí. Giả thần giả quỷ, cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh xuống chiến đài. Từng đạo kinh dị, lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp theo, ba đại gia tộc cao thủ xuất thủ, hết thảy 18 người, cùng một chỗ hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Các loại quang mang hội tụ vào một chỗ, đáng sợ vô cùng. Nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ xuất thủ, cho dù là bán thánh đệ nhất giai đoạn tồn tại, đều muốn lui tránh.
Lục Minh thân hình vẫn như cũ không động, hắn chỉ là bước ra một bước. Đụng, bước ra một bước, chiến đài chấn động, ba đầu cửu long gầm thét mà ra, phân biệt đánh về phía ba đại gia tộc cao thủ. Như bẻ cành khô, không thể ngăn cản, lấy nghiền ép tư thế đánh tới. Ba đại gia tộc, 18 cái thanh niên cao thủ, thân thể giống như là 18 cái bóng da, hướng về sau bay ra ngoài, ở không trung miệng lớn thổ huyết. Đụng, đụng, đụng. 18 cái thanh niên, như sủi cảo, ngã rơi vào chiến đài phía dưới, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Tĩnh. Quảng trường bốn phía, lâm vào giống như chết yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Kết thúc. Thế mà cứ như vậy kết thúc. Lục Minh, chỉ là bước ra một bước mà thôi, trận này tỉ thí, cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều Cô Tô Thành võ giả, đuổi đến nơi đây, vốn là muốn nhìn một trận long tranh hổ đấu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trận này Cô Tô Thành khó được thịnh hội, vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Có ít người bởi vì mở một cái tiểu xoa, thậm chí đều không nhìn thấy làm sao kết thúc. Này, này, mặt khác ba nhà gia tộc gia chủ, còn có mặt khác cao thủ, cứng họng, hoàn toàn nói không ra lời đến. Ha ha, đa tạ, lần này tổ địa, liền về ta Tô gia. Tô gia gia chủ cười ha ha, lúc đầu bởi vì Tô Cầm không thể vào tổ địa có chút phiền muộn tâm, thoải mái rất nhiều. Cô Tô Thành tứ đại gia tộc, tranh đấu không ngớt, hắn lúc nào nhìn thấy mặt khác ba đại gia tộc gia chủ bộ biểu tình này. Tô gia gia chủ bên cạnh, Tô Cầm thở dài một tiếng. Tô Lôi thế mà có thể lấy được Lục Minh trợ giúp, nàng cũng bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán, Tô Lôi vận khí quá tốt rồi. Không nghĩ đến, Tô gia lần này mời một cái lợi hại như vậy thanh niên thiên kiêu, người này, hẳn là 13 đại đỉnh cấp tông môn thiên kiêu A, tu vi tất nhiên ở bán thánh cảnh giới. Hừ, lần này, tính bọn họ Tô gia vận khí tốt. Gia tộc khác người, chỉ có thể trôi qua nghiện miệng. Mà rất nhiều người vây quanh, cũng là bất đắc dĩ, một trận thịnh hội, cứ như vậy kết thúc. Bớt nói nhiều lời, hiện tại, đi mở ra tổ địa. Tô gia gia chủ nói. Tổ địa, cần tứ đại gia tộc gia chủ đồng thời mở ra, đây là Cô Tô Thành nhiều năm đến nay quy củ, mặt khác ba đại gia tộc gia chủ, mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có thể đi mở ra. Bọn họ đành phải đem hy vọng, đặt ở lần tiếp theo tỉ thí. Tô Lôi, đi thôi. Tô gia gia chủ đằng không mà lên, nhìn về phía Tô Lôi, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Lục Minh, nói, Lục huynh đệ. Mỗi lần tiến vào tổ địa người, cũng phải có một người hộ pháp, không bằng ngươi theo Tô Lôi cùng nhau đi vào như thế nào. Tốt, không có vấn đề. Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh, Tô Lôi, còn có tứ đại gia tộc tộc trưởng, đằng không mà lên, hướng về quảng trường phía bắc bay đi. Ở quảng trường phía bắc cách đó không xa, có một tòa không lớn cung điện, đám người đi vào trong cung điện, thấy được một khối vách đá bên trên, điêu khắc các loại hoa văn kỳ dị. Bắt đầu đi. Tô gia gia chủ nói. Mặt khác ba đại gia tộc tộc trưởng gật gật đầu, bốn người đồng thời xuất thủ, bàn tay vỗ đánh vách đá phía trên, chân nguyên điên cuồng hướng về vách đá dũng mãnh lao tới. Vách đá tản mát ra sáng chói quang huy. Răng rắc, vách đá đột nhiên nứt ra, sau đó xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy. Tô Lôi, đi vào đi, ở trong tổ địa có thể lấy được cái gì tạo hóa, liền nhìn ngươi cơ duyên. Tô gia gia chủ nói. Là. Tô Lôi gật gật đầu. Cùng Lục Minh cùng một chỗ, bước vào vòng xoáy. Không gian nhất chuyển, một khắc sau, Lục Minh phát hiện bọn họ xuất hiện ở một khối đất trống rất lớn, nhưng đất trống bốn phía, một mảnh trắng xóa. Ở bọn hắn phía trước, có một đoàn quang mang, lơ lửng ở không trung, như một vòng thái dương một dạng. Đó là tiên tổ chi hồn sao? Tô Lôi nói nhỏ, sau đó cùng cung kính kính quỳ xuống, mặt hướng đoàn kia quang mang, cung kính quỳ lại, dập đầu. Ân. Lục Minh đứng ở Tô Lôi bên cạnh, nhìn đoàn kia quang mang, lộ ra vẻ suy tư. Tại quá khứ mấy ngày, hắn từng nghe Tô Lôi đề cập qua tổ địa sự tình. Tô Lôi biết rõ, cũng không nhiều, nàng chỉ biết là, mỗi một lần có tứ đại gia tộc người tiến vào nơi này, đều muốn giống đoàn kia quang mang quỳ lạy, cung kính hành lễ, sau đó đi vào đoàn kia quang mang, thu hoạch được cơ duyên. Đoàn kia quang mang, có khi sẽ bay ra thánh binh, có khi sẽ có bay ra đan dược và tu luyện bí tịch, hoặc là mặt khác bảo vật. Cụ thể có thể lấy được cái gì, toàn bộ nhờ cơ duyên. Tô Lôi hành quỳ bái lễ sau, sau đó hướng về đoàn quang mang đi đến. Khi đi đến nhất định cự ly thời điểm, đoàn kia quang mang, bay xuống một đạo trùng sáng, rơi vào Tô Lôi trên người, Tô Lôi thân thể khẽ run lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn áp lực, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Lục Minh thời khắc chú ý Tô Lôi, nếu như Tô Lôi xuất hiện vấn đề gì,
hắn biết kịp thời ra tay cứu viện. Đã từng thì có tứ đại gia tộc đệ tử, bởi vì ngăn cản không được cái kia trùng sáng áp lực, vẫn lạc ở chỗ này, nên đằng sau tiến vào sau đó, đều sẽ có một người đi theo bảo hộ. Tô Lôi cắn răng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra quật cường cùng vẻ kiên nghị, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Một bước, Tô Lôi tựa hồ đi gian nan, không lâu, trên người nàng, liền bị mồ hôi làm ướt, trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng Tô Lôi không hề từ bỏ, tiếp tục cắn răng, kiên định dậm chân. Không lâu sau đó, Tô Lôi xinh xắn thân thể, run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí ở nàng làn da bên trên, đều rịn ra máu tươi. Lục Minh không có xuất thủ, hắn hiểu được, đây là đối Tô Lôi khảo nghiệm, chỉ cần Tô Lôi vượt qua được, sẽ thực hiện thuế biến. Chỉ cần Tô Lôi không có nguy hiểm tính mạng, Lục Minh liền sẽ không xuất thủ. Ở Lục Minh nhìn soi mói, Tô Lôi tiếp tục tiến lên. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm từ Tô Lôi thân thể bên trong vang lên, Tô Lôi trên người, hiện ra một đầu chân long hư ảnh, tản mát ra kinh người hàn khí. Huyền âm long thể. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Mà ở lúc này, đoàn kia sáng chói quang mang, thế mà cũng truyền ra một tiếng long ngâm, tiếp theo, đoàn kia quang mang trực tiếp hướng về Tô Lôi bay đi, đem Tô Lôi bao phủ ở bên trong. Chậm rãi, đoàn kia quang mang, thế mà hóa thành một đầu chân long, đầu này chân long bộ dáng, thế mà cùng Tô Lôi trên người hiện ra đến chân không, cực kỳ tương tự. Huyền âm chi long, giống, kia quang mang biến thành chân long, đem Tô Lôi bao quanh quấn chặt lấy, Tô Lôi dường như có cảm giác, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dáng vẻ trang nghiêm. Hưu, phía trước, có một cái thủ trạc bay tới, lơ lửng ở Tô Lôi đỉnh đầu. Truyền thừa, chữ vật thủ trạc. Lục Minh trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Sau đó hắn bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước đó đoàn kia quang mang vị trí, ở nơi đó, một đầu tuyết bạch như ngọc cốt cách, nằm trên mặt đất. Chân long xương cốt, quả nhiên, Lục Minh trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Nguyên lai, cái gọi là tổ địa, nguyên lai là một đầu cường đại chân long vẫn lạc ở chỗ này, nhưng chân long mặc dù vẫn lạc, nhưng linh hồn bất diệt, nên mỗi một lần Tô gia đệ tử đến đây, chân long linh hồn, sẽ ban thưởng cái tiếp theo bảo vật. Tô Lôi đỉnh đầu lơ lửng thủ trạc, liền là chân long chữ vật thủ trạc. Chữ vật thủ trạc tác dụng, cùng chữ vật giới chỉ một dạng, ở trong chứa không gian, là chứa đựng vật phẩm bảo vật. Hơn nữa, đầu này chân long, liền là huyền âm chi long, cùng Tô Lôi thể chất, hoàn toàn ăn khớp, nên Tô Lôi lần này tiến đến, này chân long chi hồn, trực tiếp liền muốn đem truyền thừa, truyền cho Tô Lôi. Từ nay về sau, tứ đại gia tộc đệ tử lại đi vào lúc, liền không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Lục Minh đầu óc nhất chuyển, liền đem tất cả nghĩ rõ ràng. Đây là Tô Lôi cơ duyên. Bất quá, đầu này long cốt, lại đối Lục Minh có trọng dụng, này huyền âm chi long khi còn sống, tuyệt đối không chỉ minh thánh cảnh, tối thiểu ở đại thánh cảnh trở lên, Lục Minh tất nhiên đụng phải, liền sẽ không bỏ lỡ. Vung tay lên, đem long cốt thu vào, sau đó ở Tô Lôi cách đó không xa, ngồi xếp bằng, chờ đợi. Nhìn bộ dáng, truyền thừa trong thời gian ngắn, là không kết thúc được. Đầu này huyền âm chi long thân ảnh, quấn quanh ở Tô Lôi trên người, quang mang không ngừng thấm vào Tô Lôi thân thể. Thời gian, từng ngày đi qua. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng. Lúc này, quấn quanh ở Tô Lôi trên người chân long, cũng đã hoàn toàn biến mất. Tô Lôi trên người, tràn ngập ra một cỗ đáng sợ hàn khí, một đầu huyền âm nước hình thành hà lưu, ở Tô Lôi trên người lượn lờ. Thể chất thế mà thực hiện tiến hóa, trở thành thượng đẳng địa linh thể, thậm chí vô hạn tiếp cận thiên linh thể, mà tu vi cũng đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Lôi thể chất vốn là trung đẳng địa linh thể, nhưng bây giờ lại đạt đến thượng đẳng địa linh thể, vô hạn tiếp cận thiên linh thể cấp độ, đầu này huyền âm chi hà, uy lực tuyệt đối kinh khủng, chỉ sợ phổ thông võ hoàng lục trọng, thậm chí võ hoàng thất trọng đều muốn lập tức bị đông cứng chết. Mà Tô Lôi tu vi trước đó là võ hoàng lục trọng tiền kỳ, hiện tại tăng lên tới võ hoàng lục trọng đỉnh phong, tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng về sau, Tô Lôi tu luyện, sẽ tốc độ kinh người, tăng nhanh như gió. Lục Minh mỉm cười, cũng vì hiền lành này tiểu cô nương cao hứng. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, Tô Lôi trên người, xông ra một đạo quang trụ, xông thẳng thiên khung, phá nhập thương khung chỗ sâu, phía này địa vực, đang kịch liệt chấn động. Lục Minh biết rõ, truyền thừa tiến vào cuối cùng giai đoạn, đầu này huyền âm chi long linh hồn, rất nhanh liền muốn cho bụi chôn vùi. Bất quá, đây là đối phương bản thân lựa chọn. Tổ địa bên ngoài, tứ đại gia tộc tộc trưởng, còn có những người khác, một mực chờ đợi. Chuyện gì xảy ra,
Lần này tiến vào tổ địa, làm sao thời gian dài như vậy, cũng đã nửa tháng. Trước kia những người khác tiến vào tổ địa, dài nhất không cao hơn 3 ngày thời gian, liền muốn đi ra, làm sao lần này, thế mà nửa tháng. Sẽ không đều chết ở trong đi. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán. Tứ đại gia tộc tộc trưởng, cũng là sắc mặt khó coi. Giống. Đột nhiên, tổ địa, truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm, tiếp theo, kia vách đá bên trên vòng xoáy, bắn ra sáng chói quang mang, mà khối kia vách đá, kịch liệt chấn động, sau đó đụng một tiếng, nổ tung đến. Tại sao có thể như vậy? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy đại gia tộc tộc trưởng, nhao nhao đại hống. Mà một khắc này, ở Cô Tô thành bốn cái phương hướng, phân biệt bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, rộng lớn uy áp, đem trọn tòa Cô Tô thành bao phủ đi vào. Sau đó, bốn đạo thân ảnh, đạp không mà đến. Mỗi đạo thân ảnh, đều bao phủ ở sáng chói thánh quang, thánh uy nở rộ. Thánh giả, tứ đại gia tộc thánh cảnh lão tổ đã bị kinh động. Có người kinh hô. Tứ đại gia tộc, tứ đại thánh cảnh lão tổ, giáng lâm ở tổ địa nhập khẩu. Chuyện gì xảy ra? Tô gia lão tổ mở miệng. Lão tổ, không biết chuyện gì xảy ra, Tô lui bọn họ đi vào nửa tháng, còn không có đi ra, lúc này đột phát dạng này kinh biến. Tô gia gia chủ nói. Tổ địa có biến, vào xem một chút. Đi vào, đi. Mấy cái khác gia tộc thánh cảnh lão tổ, nhao nhao mở miệng, sau đó dậm chân mà ra, xông vào đến kia vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Kia mấy đại gia tộc tộc trưởng, cũng đi theo riêng phần mình lão tổ, tiến vào tổ địa. Chúng ta cũng đi vào. Tô gia lão tổ đối Tô gia gia chủ nói, sau đó hai người cũng xông vào tổ địa. Tứ đại gia tộc thánh cảnh lão tổ cùng tộc trưởng, vượt tiến vào tổ địa, liền nhìn đến ngồi xếp bằng Lục Minh cùng Tô Lôi hai người. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Tô Lôi trên người. Truyền thừa bị nàng chiếm đi. Đáng giận. Mặt khác ba đại gia tộc thánh cảnh lão tổ, nhao nhao phát ra gầm nhẹ, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ta Tô gia đệ tử tự thân cơ duyên, các ngươi chẳng lẽ muốn làm gì? Tô gia thánh cảnh lão tổ nói. Cơ duyên gì, nơi này, vốn là thuộc về chúng ta tứ đại gia tộc, hiện tại nàng đem truyền thừa hoàn toàn lấy đi, về sau hậu bối đệ tử đi tới nơi đây, đem cái gì cũng không chiếm được. Đúng rồi, cái kia chữ vật thủ trạc, hẳn là tổ địa lưu lại, nhất định phải cầm xuống, bên trong bảo vật chia đều. Mấy cái thánh cảnh lão tổ, lần lượt mở miệng. Tô gia lão tổ cùng tộc trưởng, sắc mặt khó coi. Mấy người này, quá bá đạo. Dựa theo tứ đại gia tộc quy tắc, hậu bối đệ tử tiến vào nơi này, mặc kệ lấy được cơ duyên gì, đều là về tự thân tất cả, đương nhiên cũng bao quát tất cả truyền thừa. Nhưng bây giờ, gia tộc khác lão tổ, rõ ràng đỏ mắt, không cam tâm, muốn chia đều. Tổ địa sự tình, bọn họ những cái này thánh cảnh lão tổ, tự nhiên biết rõ. Nhưng trước kia, huyền âm chi long long hồn ở thời điểm, liền xem như bọn họ, cũng không dám đánh chủ ý, bởi vì tại quá khứ, thì có thánh cảnh cường giả muốn đánh huyền âm chi long long hồn chủ ý, bị đánh giết ở đây. Nhưng bây giờ, bọn họ liền không có cái này cố kỵ. Các ngươi nghĩ vi phạm bốn nhà gia tộc quyết định quy tắc sao? Tô gia lão tổ sắc mặt khó coi nói. Quy tắc, buồn cười, quy tắc là người định, hiện tại, chúng ta liền có thể chế định tân quy tắc. Tứ đại gia tộc một trong thành gia lão tổ cười lạnh. Không sai, chẳng lẽ các ngươi Tô gia, nghĩ ngăn cản chúng ta, ha ha, vậy thì thật là tốt. Một cái khác thánh cảnh lão tổ, ý vị thâm trường nói. Tô gia lão tổ cùng Tô gia gia chủ, sắc mặt đều là biến đổi. Đối phương ý rất rõ ràng, nếu là Tô gia cứng rắn muốn ngăn cản, bọn họ liền có thể ngồi cơ hội này, liên thủ diệt đi Tô gia. Tạp sát sát, Tô gia lão tổ song quyền nắm chặt, sau đó thở dài một hơi, nói kia chữ vật thủ trạc bên trong bảo vật, chúng ta tứ gia chia đều a, như thế nào? Này còn không sai biệt lắm, bất quá nữ oa kia chính đang tiếp nhận truyền thừa, chúng ta muốn lập tức cắt ngang, đem truyền thừa lấy ra, tứ gia chia đều. Không sai, chỗ tốt không thể bị Tô gia một nhà phải đi. Mấy cái khác lão tổ đạm mạc mở miệng. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô gia lão tổ giống to, hắn thật nổi giận, như một đầu nổi giận sư tử, hung hăng nhìn chằm chằm mặt khác ba đại gia tộc lão tổ, giận dữ hét, tiếp nhận truyền thừa lúc, cưỡng ép cắt ngang, tiếp nhận truyền thừa người, tuyệt đối sẽ gặp phải phản phệ, một con đường chết, hơn nữa, truyền thừa cũng không có khả năng bị lấy ra. Không thử xem làm sao biết rõ không được. Thành gia lão tổ, hời hợt nói. Không sai, được cùng không được, thử một lần chẳng phải biết. Một cái khác gia tộc lão tổ lạnh lùng nói.
Trong mắt bọn họ, lập lòe băng lãnh ánh sáng, Tô Lôi chết sống, cùng bọn họ có liên can gì? Hơn nữa, bọn họ quyết không thể để cho Tô gia người, lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, bằng không thì tương lai quật khởi, cô Tô Thành, còn có gia tộc khác đất lập thân sao? Bọn họ biết rõ, cưỡng ép cắt ngang Tô Lôi truyền thừa, Tô Lôi hẳn phải chết, hơn nữa truyền thừa cũng không có khả năng lấy ra. Nhưng bọn hắn mục đích, liền là muốn Tô Lôi chết. Khinh người quá đáng, hôm nay ta liều chết, cũng sẽ không nhường các ngươi đụng đến ta Tô gia người. Tô gia lão tổ giống to, trên người tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Tô Lôi, thu được tổ địa truyền thừa, là Tô gia hy vọng, hắn quyết không thể để cho Tô Lôi chết. Tô gia gia chủ, cũng đứng ở Tô gia lão tổ bên cạnh. Ha ha, Tô lão gia hỏa, liền bằng ngươi một người, chỉ sợ không đủ, ta tới đối phó cái này lão gia hỏa, nữ oa kia, liền giao cho các ngươi. Thành gia lão tổ cười lạnh, trên người đồng dạng tràn ngập ra kinh người khí tức, hướng về Tô gia lão tổ dậm chân mà đi, khí tức ở không trung giao phong, ầm ầm rung động. Thành gia gia chủ, thì để mắt tới Tô gia gia chủ. Đối phó một cái nữ oa, không cần lão tổ xuất thủ, ta tới là xong. Một cái khác gia tộc, Hồng gia gia chủ mở miệng, dậm chân hướng về Tô Lôi đi đến. Tô gia lão tổ, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Tứ đại gia tộc lão tổ, tu vi đều ở Minh Thánh Tiểu Thành, ai cũng không làm gì được người nào, bằng hắn một người, căn bản ngăn cản không được mặt khác ba đại gia tộc. Hồng gia gia chủ, sắc mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, hướng về Tô Lôi bước tới, đương nhiên, hắn vẫn là ôm lấy một tia cẩn thận, bởi vì Tô Lôi tiếp nhận, là kia huyền âm chi long truyền thừa, kia huyền âm chi long hồn, không biết còn ở hay không. Về phần ngồi ở Tô Lôi bên cạnh Lục Minh, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Nửa tháng trước đó tỉ thí, mặc dù Lục Minh biểu hiện ra đáng sợ thực lực, nhưng hắn thế nhưng là bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cường giả, căn bản không có đem Lục Minh đặt ở trong lòng. Đúng lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt, trong mắt, mang theo lạnh lùng. Lan. Một cái, lan chữ, từ Lục Minh trong miệng thốt ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hồng gia gia chủ, hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia nhe răng cười. Không lan, liền chết. Lục Minh thanh âm lạnh hơn. Thật lớn khẩu khí, vậy ta trước hết giết ngươi. Hồng gia gia chủ sát cơ lạnh lẽo, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Đụng. Đúng lúc này, Lục Minh động, đột nhiên hướng về Hồng gia gia chủ vồ giết tới, bàn tay lớn vồ một cái. Hồng gia gia chủ tất cả công kích và phòng ngự, nháy mắt sụp đổ, bị Lục Minh ở trên cao nhìn xuống, một chảo chộp vào trên cổ họng, sau đó hung hăng đụng trên mặt đất. Oanh! Mặt đất chấn động, bị nện ra một cái hố to, Hồng gia gia chủ toàn thân xương cốt đều bị chấn đứt, không những như thế, Lục Minh đáng sợ hủy diệt chi lực, xông vào hắn thân thể, đem hắn linh thần, đều kích diệt. Ngươi, ngươi! Hồng gia gia chủ trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, đều là vẻ khó tin, sau đó nghẹo đầu, liền một mệnh ô hô. Hiện trường, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Lục Minh thế mà một chiêu liền đánh chết Hồng gia gia chủ, một cái bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cường giả. Tô gia gia chủ, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn bản thân lúc trước không có đối Lục Minh động thủ, bằng không thì hơn phân nửa cũng là cái này hạ tràng. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hồng gia lão tổ, kịp phản ứng, trên người bộc phát ra đáng sợ khí tức, rộng lớn thánh uy, hướng về Lục Minh ép đi. Đồng thời, Hồng gia lão tổ bước ra một bước, hướng về Lục Minh đánh tới, một đạo đáng sợ đao mang, hướng về Lục Minh bạo chạm mà xuống. Dừng tay. Tô gia lão tổ giống to, muốn đi tương trợ Lục Minh, nhưng thành gia lão tổ, một trường oanh ra, hướng về hắn oanh sát mà xuống, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phản kích tự vệ. Hồng gia lão tổ kia đáng sợ đao mang, chớp mắt liền muốn chạm ở Lục Minh trên đầu. Lục Minh bàn tay phát sáng, lưu nguyên thủy bộ bao trùm ở trên bàn tay, đưa tay một chảo, đem Hồng gia lão tổ đao mang bắt ở trong tay, đối phương đao mang, lập tức dừng ở không trung. Chạm cho ta. Hồng gia lão tổ giống to, thánh lực sôi trào, pháp tắc chi lực bộc phát, muốn đem Lục Minh liền người mang tay, chẻ thành hai nửa. Nhưng là, đao mang vẫn như cũ đứng ở không trung, đứng ở Lục Minh trên tay, không có rơi xuống một phân một hào. Chuyện gì xảy ra? Hồng gia lão tổ tâm, run một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn thế nhưng là thánh cảnh cường giả, Lục Minh sao có thể ngăn trở hắn công kích, mà lại nhìn lên như vậy nhẹ nhõm. Đụng! Lục Minh đột nhiên dùng sức, đối phương đao mang, như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Tiếp theo, Lục Minh thi triển phong lôi bộ, bước chân khẽ động,
liền xuất hiện ở Hồng Gia lão tổ trước người, một quyền đánh xuống dưới. Lưu Nguyên thủ sáo phát sáng, hỗn độn pháp tắc bộc phát, như bẻ cành khô đồng dạng, phá diệt tất cả. Hồng Gia lão tổ ra sức chạm ra một đao, nhưng bị Lục Minh một quyền đánh nát. Đụng! Lục Minh nắm đấm, trùng điệp đánh vào Hồng Gia lão tổ trên người, Hồng Gia lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ ra một cái động lớn, xa xa bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Hưu! Tiếp theo, Lục Minh trong tay, Hắc Long thương xuất hiện, điện xạ mà ra, từ Hồng Gia lão tổ mi tâm đâm vào, đem Hồng Gia lão tổ đinh ở trên mặt đất, không có mảy may sinh cơ. Chết! Hồng Gia lão tổ, cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết, giờ khắc này, mấy người khác, toàn bộ sững sờ nhìn xem Lục Minh, con ngươi càng trừng càng lớn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một cái thánh giả, cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là như vậy dễ dàng. Không phải là thánh giết thánh, bọn họ chỉ là ở trong truyền thuyết đã nghe qua, nhưng bây giờ, lại chân thực phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn như là trong mộng. Bán thánh đệ nhị giai đoạn. Thành gia lão tổ tự lẩm bẩm. Bọn họ hiện tại, rốt cục thấy rõ Lục Minh tu vi. Hết tập 111.